chương 1060, chân tướng kinh người. Lẽ nào, hắn dùng mình, rút thần kiếm ra, kiếm kiếm sắc bén. Xoát 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 xoát, sau hơn 10 kiếm, chỉ thấy mảnh vải bay tán loạn, băng vải tre ở trên mặt khôi lỗi bị chém nát, hiện ra bộ mặt. Là, 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 ánh mắt của Thủy Nhạn Ngọc đảo qua, không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ không gì sánh được, không, phải nói là sợ hãi. Quách Tu Văn lộ ra dáng tươi cười như ma quỷ nói. Không sai, không sai, Chính như ngươi thấy, nguyên liệu của khôi lỗi này giữ lại ký ức, bởi vậy, nó mới có thể ở lúc không có mệnh lệnh của ta tự động công kích. Khôi lỗi này, rõ ràng là la ngộ, t hắn tiêu thất chừng mấy ngày, lại bị chế thành khôi lỗi. Hay nói, này chỉ là bắt chước tướng mạo của la ngộ. lang Hàn chợt tỉnh ngộ lại nói, khó trách các ngươi không cho chúng ta tiến nhập nhà của thôn dân, càng không cho phép giao lưu với thôn dân, bởi vì bọn họ đều là khôi lỗi. Ha 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 ha. Quách Tu Văn cười to, không ngừng vỗ tay. Không sai không sai, bị ngươi đoán được, thực sự là đáng giá khích lệ, dù sao người thông minh như ngươi cũng không nhiều. Lăng Hàn không ngừng né tránh, La Ngộ phát động công kích mãnh liệt, lúc hắn còn sống ý niệm mãnh liệt nhất chính là giết Lăng Hàn, bởi vậy, sau khi bị chế thành khôi lỗi, cái này cũng thành ký ức không tiêu tan của hắn. Các ngươi, các ngươi phát rồ, Thủy Nhạn Ngọc trách cứ, hiện tại nàng tự nhiên rõ ràng, đối phương nói hết thảy đều là lời nói dối, căn bản không có ý chuẩn bị đội thuyền cho bọn họ rời đi, mà chỉ là giam bọn họ ở chỗ này. Sai rồi, sai rồi, kỳ thực chúng ta chỉ là cho các người vĩnh hằng. Quách Tu Văn cười nói, ngẫm lại xem, các người có thể sống bao lâu. Nhật Nguyệt Cảnh có mấy người có thể đột phá, các người sống tối đa 30 vạn năm, còn không phải sẽ hóa thành mục nát, quay về với thiên địa. Nhưng sau khi chế tác thành khôi lỗi, các người sẽ vĩnh viễn bảo trì dáng dấp bây giờ. Thủy Tiểu Thư, người động nhân như thế, vì sao không vĩnh viễn lưu lại mỹ lệ như vậy? Hắn nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc, nhãn thần si mê. Ha ha, vì sao chính các ngươi không làm thành khôi lỗi? Lăng Hàn thoát khỏi La Ngộ, giết về phía Quách Tu Văn. Ngang, khôi lỗi hổ phát ra tiếng gầm giận dữ, âm ba hóa thành từng vòng tròn, chấn về phía Lăng Hàn. Thân hình xông ra của Lăng Hàn nhất thời chậm lại, càng ngày càng chậm, quần áo trên người bị chấn vỡ, thình thịch, chợt bị chấn bay trở về. Hắn không khỏi kinh ngạc thực lực của khôi lỗi hổ này cũng đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn, thậm chí có thể là hậu kỳ, đỉnh phong. Ha 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 ha, cho các người biết bí mật nơi này, ta có thể không có chuẩn bị sao? Quách Tu Văn cười nói, bất quá, các người yên tâm, tất cả các người sẽ bị làm thành khôi lỗi, ngấm lại để ta động tâm, khôi lỗi xinh đẹp như ngươi, một ngày ngoạn mấy lần cũng chê ít. Câu sau là nói với Thủy Nhạn Ngọc, này tuy lộ ra ham mê biến thái của hắn, nhưng hai người này không bao lâu nữa sẽ bị chế thành khôi lỗi để cho bọn họ biết thì đã có sao thủy nhạn ngọc vừa thẹn vừa giận trách mắng ác tâm ta bảo chứng sẽ trăm phần trăm hoàn nguyên ngươi đi ra không có một chút xíu sai lệch trong ánh mắt của quách tu văn lóe lên ánh sáng tả ác hắn đối với mỹ nữ bình thường hoàn toàn không có hứng thú chỉ có chế thành khôi lỗi lạnh như băng mới có thể kích thích lên dục vọng biến thái của hắn không chỉ hắn thầy trò bọn họ đều là biến thái như vậy hô 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 la ngộ khôi lỗi hổ đều mãnh công lăng hàn nhất là khôi lỗi hổ, chiến lược của nó cao tới đại viên mãn, hơn nữa không phải sinh linh chân chính, hoàn toàn không có yếu hại đáng nói, gân ra cốt đều bị đúc qua, quả thực chính là binh khí hình người. Lăng Hàn vận chuyển trọng lực thần văn, nhưng lập tức lộ ra vẻ cật lực, khôi lỗi hổ so với la ngộ càng thêm trầm trọng, muốn trọng lực thần văn có hiệu quả với nó, đối với Lăng Hàn mà nói là một khảo nghiệm to lớn. Thủy nhạn ngọc khẽ quát một tiếng, vung kiếm gia nhập chiến đoàn. Quách tu văn không xuất thủ, chỉ ở một bên xem cuộc vui, có vẻ tự tin 10 phần. Hai người này một là trung cực vị sơ kỳ, cái khác là tiểu cực vị đỉnh phong, trên lý thuyết một mình la ngộ liền có thể chấn áp, huống chi còn có một khôi lỗi hổ đại viên mãn học kỳ. Hắn tỏa chấn nơi này, chỉ là sợ hai khôi lỗi hạ thủ không biết nặng nhẹ, xé nát thủy nhạn ngọc mà thôi. Di, hắn thì lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện lực phòng ngự của lăng hàn thực có chút kinh khủng, cư nhiên ở dưới hai đại khôi lỗi oanh kích còn có thể chống đỡ không ngã, để hắn bất khả tư nghị. Ha 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 ha, thực sự là trời ban lương tài. Hắn mừng như điên, thể phách của người này mạnh mẽ không gì sánh được, đáng giá lấy thần thiết cấp 6 đến đúc khung xương. Tuy hắn chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị, nhưng ta tự tin có thể khắc trận văn nhật nguyệt cảnh ở trên xương của hắn, đến lúc đó, hắn chính là khôi lỗi nhật nguyệt cảnh. Ha 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 ha, sư phụ cũng chỉ có hai bộ khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh, nếu ta có thể luyện chế ra khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, liền có thể thay thế hắn, nắm giữ tất cả tài nguyên của nơi này. Giết chết người này xong, ta liền giấu đi, nói dối thân thể hắn bị phá hư quá mức nghiêm trọng, không thể luyện chế thành khôi lỗi, đã bị ta xử lý. Ngược lại sư phụ cùng các sư đệ để ý cũng chỉ là nữ nhân này. Chờ ta học xong phương pháp chế tác khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, lại đột nhiên bộc phát, trở thành chủ nhân mới. Hưu, đúng lúc này, chỉ thấy Lăng Hàn đột phá vòng vây, giết lại chỗ hắn. Bắt giặc trước phải bắt vua, quách tu văn không nhúc nhích, nhưng khôi lỗi hổ nhảy một cái, chặn ở trước người Lăng Hàn, nhắm hắn hống một tiếng, Hiu hiu hiu, một vòng răng nanh bắn ra, hóa thành 24 đạo trủy thủ. Phốc 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 phốc, khôi lỗi hổ này có chiến lược đại viên mãn hậu kỳ, Lăng Hàn còn không có cách nào địch nổi, nhất thời chúng chiêu, trên người cắm lên 20 cái răng nanh, tiên huyết tuôn ra. Dù cho lấy thể phách của hắn cũng khó tránh khỏi thụ thương, dù sao ở thần cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới nhỏ đều có tranh lệch rất lớn. Khôi lỗi hổ mở miệng hút lại, muốn thu hồi răng nanh. Nghĩ hay lắm, Lăng Hàn cười lạnh, tâm niệm vừa động thần thức quấn lên, nhất thời 24 cái răng bị thu vào trong hắc tháp. Phía trên này không có ý chí võ đạo, bởi vậy Lăng Hàn muốn thu là sự tình dễ dàng. chương 1061 thu, cái gì, quách tu văn nhất thời trợn tròn mắt, điều này sao có thể phát sinh. Nhược điểm lớn nhất của khôi lỗi chính là không có ý chí bản thân, bởi vậy rất dễ bị thu vào không gian linh khí, nhưng biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, đó chính là để bản thân khôi lỗi biến thành một không gian linh khí là được. Quả thực, không gian thần khí chỉ có sáng thế cảnh mới có thể chế tác, nhưng không gian linh khí. Đồ chơi kia chính là củ cải trắng, phá hư cảnh liền có thể chế tác, chỉ là hơi hao chút khí lực mà thôi, từ sơn hà cảnh bắt đầu, muốn làm là chuyện cực kỳ đơn giản. Mọi người đều biết, không gian linh khí là không thể thu dung không gian linh khí, đây không phải vấn đề lớn nhỏ, mà là vấn đề bản chất. Mà vô luận là khôi lỗi hổ, hay răng nanh nó đánh ra, bên trong đó đều có một không gian mini độc lập, chính là vì phòng ngừa bị người lấy không gian linh khí lấy đi. Nhưng bây giờ thì sao, 24 cái răng nanh hư không tiêu thất. Mặc quách tu văn suy nghĩ làm sao, giới hạn trong trình tự của hắn, sao có thể nghĩ đến không gian thần khí, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngang, khôi lỗi hổ gầm lên giận dữ, chợt thả người nhào tới, huy hổ chảo quét tới lăng hàn. Lăng hàn cũng tỉnh ngộ, hắc tháp có thể nói là khắc tinh lớn nhất của khôi lỗi, bởi vì bản thân không có ý chí, không có quấn lên ý chí võ đạo, vậy chỉ cần hắn lấy thần thức bọc lại là có thể thu vào trong hắc thác. Ha ha, hay, hắn nhìn chằm chằm khôi lỗi hổ, thậm chí còn chắp hai tay ra sau, mùi vị trang bước đã xông thẳng cửu thiên. Bất quá, thần thức của hắn đã như lưới cá, quấn về phía khôi lỗi hổ. Tốc độ tấn công của khôi lỗi hổ thật nhanh, đổi thành trung cực vị khác mà nói, thần thức còn không có bọc lại, thân thể của mình đã bị mãnh hổ xé nát, dù sao tranh lệch tới hai tiểu cảnh giới A. Hơn nữa, dù bọc lại, cũng có khả năng tránh thoát nhưng cường độ thần hồn của lăng hàn viễn siêu cảnh giới càng được bất diệt thiên kinh rèn luyện kiên cố không gì sánh được được muốn chết quách tu văn quát lên đưa tay chỉ khôi lỗi nói giết hắn nhưng không nên quá nát nối lại phiền phức mãnh hổ nhào tới soát không có phốc quách tu văn chấn kinh đến trong mắt trừng ra miệng trương rất tròn không có khôi lỗi sơn hà cảnh đại viên mãn a cứ như vậy vô thanh vô tức không có đây quả thực như mộng ảo hưu lúc này La Ngộ một quyền đánh lui Thủy Nhạn Ngọc, lướt về phía Lăng Hàn. Tuy hiện tại hắn được mệnh lệnh muốn giết Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc, nhưng bởi vì có ký ức làm khó dễ, nên nó càng hận Lăng Hàn, ở trên đánh chết sẽ có trước sau khác nhau. Đương nhiên là giết Lăng Hàn trước, "Lui, lui!" Quách Tu Văn vội vàng kêu lên, hắn đã ý thức được Lăng Hàn quỷ dị. Lăng Hàn quay đầu lại liếc nhìn, La Ngộ vốn là người hắn phải giết, nhưng kết cục bây giờ đối với La Ngộ mà nói hẳn là so với tử vong càng thêm không xong chết là hết, còn bị người biến thành chó sai sử. Hắn lắc đầu, người như thế dĩ nhiên không cần đồng tình gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hiện tại la ngộ chỉ là một khôi lỗi, năng lực ứng biến làm sao có thể so sánh với chân thân, tuy quách tu văn ra lệnh, nhưng hắn đánh ra một kích, vậy dĩ nhiên là phải trước công kích xong, sau đó mới có thể lui. hưu, hắn cũng mất, lăng hàn quay đầu, nhìn quách tu văn nhoẻn miệng cười nói. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta, quách tu văn sợ run, trên cơ bản, chỉ cần là đan sư, trận đạo sư, chú khí sư, đều có một đặc điểm cộng đồng, đó chính là chiến lực không cao, có thể tương xứng cảnh giới đã không tệ, vượt cấp chiến đấu cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất đơn giản a, à, bọn họ bỏ ra phần lớn thời gian, tinh lực ở sự tình ngoài võ đạo, làm sao có thể đề thăng chiến lực? Bằng không thì quá không công bình, Quách Tu Văn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thân là khôi lỗi sư, bên người có hai khôi lỗi, khôi lỗi hổ càng đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn hậu kỳ chiến lực của bản thân hắn kém lại có quan hệ gì. Đây là hắn cậy vào, nhưng bây giờ, hai khôi lỗi đều vô thanh vô tức tiêu thất, điều này làm cho hắn không thể lý giải, cũng để cho hắn sợ hãi. Hơn nữa, bản thân hắn cũng bất quá là trung cực vị hậu kỳ, bây giờ không có lực lượng gì a à. Càng then chốt chính là, gian phòng nơi này hiệu quả cách âm thật quá tốt, hắn có kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người nghe được. Trừ khi có thể chạy đi, lòng dạ của hắn thật quá tệ, trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt đã liếc về cửa chạy, hắn chợt bỏ chạy, muốn đi kêu viện binh. Đến lúc ấy, hắn tự nhiên không thể giấu riêng Lăng Hàn, ngày sau luyện thành khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, trước bảo chủ cái mạng rồi hãy nói. Để hắn hết ý là, Lăng Hàn cư nhiên không truy. Thật tốt quá, hắn thầm nói, mắt thấy cách đại môn càng ngày càng gần, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hưu, một đạo hàn quang phóng tới. A, à, quách tu văn kêu thảm thiết, ngã gục, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn quay đầu, chỉ thấy trên đùi của mình có một vết thương, nhưng không biết là cái gì làm ra, trực tiếp bắn thủng bắp đùi của hắn, kinh mạch bị gãy mấy cây. Này tự nhiên là diệt long tinh thần tiễn, nhanh như lưu quang. Quách tu văn vội dùng rằng bò dậy, cố nén đau đớn lao tới cửa, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại có ý nghĩ chạy trốn. Thực sự là xem trọng ngươi, lăng hàn nhảy tới, chộp tới gáy của hắn, không nên tới gần ta, quách tu văn thét to, hai tay vỗ tới lăng hàn. sau so chiến lực, thậm chí còn thấp hơn Lăng Hàn, Lăng Hàn lắc đầu, ở dưới lực lượng của hắn, quách tu văn phản kích, giấy ruộng như vậy tự nhiên một chút tác dụng cũng không có, bị hắn bắt lại. Đến, nói ra lai lịch sư phụ của ngươi đi, Lăng Hàn hỏi, trước hắn còn không có dự định xé rách mặt với bùi tể, nhưng đối phương đã lộ ra chân diện mục, vậy thì không tránh được chiến đấu, bởi vậy Lăng Hàn muốn trước lý giải nội tình địch nhân. Ngươi, ngươi không thể giết ta, bằng không sư phụ của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Tu Văn dung giọng nói, lang Hàn lắc đầu nói, vốn tưởng rằng người biến thái như vậy, tàn nhẫn với người, đối với mình cũng có thể tàn nhẫn, sao không có cốt khí như vậy chứ? Hắn vung tay, ném thi thể của La Ngộ ra ngoài. Đây thật là thi thể, bởi vì chân nguyên thạch bên trong đã bị lấy ra, trận văn cũng bị phá hư, trừ khung xương còn cứng rắn, này không khác thi thể bình thường chút nào. chương 1062, khí tức của ma chủ. Khôi lỗi này là người xử lý, Lăng Hàn chỉ vào thi thể nói, móc giống lục phủ ngũ tạng, hạ thủ ác như vậy, đến lượt trên người mình lại sợ. Quách tu văn run run, giải thích, không 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 đồng dạng, đây chẳng qua là một tài liệu, cũng không phải người. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, nhân sinh quan của người này đã hoàn toàn vặn vẹo, rõ ràng rất sợ chết, nhưng thủ đoạn hết lần này tới lần khác lại cực kỳ tàn nhẫn. Hắn quất đối phương một tát nói, ta không muốn đọc lấy ký ức bẩn thỉu của ngươi, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Thủy Nhạn Ngọc đi tới, gắt kiếm lên cổ quách Tu Văn nói. Cùng người như thế có cái gì phải nói, trực tiếp giết đi. Không, không, quách Tu Văn bị hù chết rồi. Không nên, không nên, các người muốn biết cái gì, ta nói cái đó, nhìn vạn không nên. Trong tiếng thét chói tai, nước tiểu chảy ra, người này đúng là bị dọa đến không thể khống chế. Thủy Nhạn Ngọc vội vã bịt mũi, lẫn mất thật xa. Lăng Hàn cũng rất muốn đạp hắn một cước, người sợ chết như thế thật đúng là hiếm thấy hắn lạnh lùng nói vậy đem chuyện ngươi biết toàn bộ nói ra hảo 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 ta nói ta nói quách tu văn gật đầu như dã hành hắn bắt đầu nói lên một cố sự từ ba vạn năm trước hắn đã là đồ đệ của bùi tể lúc đó hắn chỉ có sáu bảy tuổi này đã thành trí nhớ mơ hồ ba vạn năm qua hắn theo bùi tể học võ học khôi lỗi thuật mà trong quá trình này hắn cũng nhiều thêm bốn sư đệ trước hắn cũng không biết mình là làm sao bị bùi tể thu làm đệ tử nhưng ở trên người bốn sư đệ hắn thấy được cái bóng của mình. Tuy đảo này lệch khỏi con đường an toàn, nhưng trên biển tổng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, như biển gầm, tỉ như tao ngộ hải tặc, vài thập niên, mấy trăm năm, thỉnh thoảng có người trôi nổi đến đó, nhưng ai cũng bị bùi tể luyện thành khôi lỗi. Có đôi khi, người gặp rủi ro còn mang theo tiểu hài tử, bùi tể chỉ chọn căn cốt tốt lưu lại, thu làm đệ tử, nhưng ngày sau phát hiện không có tiền đồ bồi dưỡng, sẽ bị giết vô tình. Bởi vậy, Quách Tu Văn suy đoán mình cũng là hậu đại của một người gặp rủi ro, cha mẹ bị bùi tể giết nhưng bởi vì tư chất của bản thân hắn không tệ mới sống sót bị thu làm đệ tử lúc đó hắn quá nhỏ căn bản cái gì cũng không nhớ cũng có thể là bị kinh hãi quá lớn chủ động quên một đoạn ký ức đáng sợ nhưng dù suy đoán ra chân tướng nhưng hắn không dám có chút hận ý với bùi tể bởi vì đối phương có hai khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh ngay cả năm tên đệ tử bọn hắn liên thủ cũng sẽ bị miểu sát bùi tể là một khôi lỗi sư xuất sắc nhưng hình như bị cái gì kích thích vô tâm bày ra tài hoa ở trên đảo này làm thổ hoàng đế, trở thành ác mộng cho những người đi ngang qua đây. Còn bùi tể có lai lịch gì, học được khôi lỗi thuật ở đâu? Thì quách tu văn không biết, chỉ biết cái hố kia rất thần kỳ, hàng năm sẽ phiêu giật ra một loại vật chất thần kỳ, như là vũ khí, dung hợp vào thân thể khôi lỗi, có thể làm cho khôi lỗi càng cường đại hơn. Hơn nữa, nguyên bản chế tác một khôi lỗi cần vài tháng, nhưng có thần vụ ban trợ, vài ngày là có thể hoàn thành. Thần vụ, Lang Hàn có chút ngạc nhiên nói, ở đâu, lấy ra cho ta xem một chút. Quách tu văn nơm nớp lo sợ đứng lên, mở ngăn tủ, lấy ra một cái bình ngọc nói. Thần vụ phong bế ở bên trong, hắn buông mắt xuống, chấp động vẻ thâm độc. Thần vụ này có trợ giúp cực lớn với chế tác khôi lỗi, nhưng nếu như người sống trực tiếp hút vào một ngụm mà nói, sẽ bị trực tiếp ăn mòn thần trí, biến thành một binh khí chỉ biết giết chóc, rất giống khôi lỗi, chỉ là sẽ không nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Như vậy chỉ cần giải quyết lăng hàn, nữ nhân còn lại này hắn không sợ chút nào. Lăng Hàn tiếp nhận cái chai, tự nhiên sẽ không lỗ mãng mở ra, mà ném quách tu văn vào hắc tháp, tiếp đó cùng Thủy Nhạn Ngọc đi vào theo. Muốn nghiên cứu những thứ không biết, đương nhiên là ở trong hắc tháp an toàn nhất. Tiểu tháp, phân tích một chút đây là vật gì? Lăng Hàn ném bình ngọc ra ngoài, tâm niệm vừa động, ba, bình ngọc nhất thời bị chấn nát. Một đạo sương mù màu đen lập tức sôi trào ở trong không khí, diễn hóa thành các loại hình thái, một hồi là thú, một hồi là cầm, một hồi lại biến thành nhân hình, nhưng trên trán có một cái sừng, sau mông còn có một cái đuôi. Ma khí, tiểu tháp xuất hiện, cùng Lăng Hàn gần như chăm miệng một lời nói. Đây tuyệt đối là ma khí, Lăng Hàn ở hàng thiên đại lục đã biết, tuy chỉ có một chút, nhưng mạnh hơn Tu La Ma Đế rất nhiều. Được rồi, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, Tu La Ma Đế bị hắn bắt lại, tên ma đầu này vẫn bị giam ở trong hắc tháp. Bái kiến chủ nhân, chủ nhân hồng phúc thiên tề, vạn thọ vô cương, Tu La Ma Đế thập phần nịnh hót nói, biểu hiện ra dáng dấp tiểu nhân vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Thủy Nhạn Ngọc, lập tức lại quỵ xuống nói. Bái kiến phu nhân, chủ nhân thật có ánh mắt, phu nhân đẹp như thiên tiên, khí chất cao nhã, tuyệt đối là tuyệt đại giai nhân trong ước vạn năm mới có thể ra một. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi ngây người, tại sao có thể có người nịnh nọt như thế, còn muốn mặt sao? Lăng Hàn hừ một tiếng nói, ít nói nhảm đi, mau nhìn xem ma khí này, nói cho ta biết lai lịch. Vâng, Tu la ma đế vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ma khí, thân thể yên vụ không khỏi kịch liệt động chuyển, rung giọng nói. Này là, này là, này là một tia ma khí của ma chủ. Ma chủ, lang hàn chừng mắt liếc hắn nói. Nói rõ một chút, bây giờ tu la ma đế là một chút tính tình cũng không có, lại cúi đầu khom lưng. Tại thần giới, sáng thế cảnh xưng là thánh nhân, mà ở minh giới chúng ta, cường giả cấp bậc này xưng là ma chủ. Thủy nhạn ngọc kinh ngạc, chen lời nói hắn là ma vật của minh giới. Tiểu nhân chính là, phu nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, ở dưới trí tuệ của ngài, tất cả niệm tưởng của tiểu nhân đều như ở dưới ánh dương quang, không chỗ nào che giấu. Tu la ma đế vuốt mông ngựa, lang hàn lấy làm kinh hãi, này đúng là khí thức của ma chủ lưu lại. Chờ một chút, trong thiên hải bí cảnh không phải chấn áp một lối đi, một tồn tại tự xưng chân nhất ma chủ muốn đánh ra sao. T, hắn cư nhiên quát mắng sáng thế cảnh, phu nhân khuôn mặt đẹp, như thái dương trên bầu trời, có thể làm người lóa mắt. Khí chất của phu nhân, như minh nguyệt cao xa, sáng tỏ đến làm người tự ti mặc cảm. chương 1063, triệt để thu phục. Tu la ma đế còn đang không biết xấu hổ vuốt mông ngựa, nhưng đột nhiên, hắn nhào tới đoàn ma khí. Ha 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 ha, chỉ cần bản tọa dung hợp đoàn ma khí này, thực lực chỉ biết tăng nhiều, khôi phục lại chiến lực của Sơn Hà Cảnh, giết các ngươi như giết gà. Hắn hưng phấn kêu lên, tu la ma đế cũng là loại rất sợ chết, vì sống, trước đây hắn có thể quỳ lại lang hàn mới chỉ là thiên nhân cảnh. Nhưng có câu đại trưởng phu có được giãn được, chịu khuất nhục, chính là vì một ngày kia có thể như tiểu đệ đệ duỗi thẳng một hồi. Hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất, hắn đi qua hàng rào hai giới, lại mạnh mẽ tiến nhập tiểu thế giới, chiến lực tổn hao nhiều, chỉ còn lại có chiến lực phá hư 15 tinh, bởi vậy, hắn biết không phải là đối thủ của lăng hàn. Nhưng chỉ cần hấp thu ma khí, thực lực của hắn có thể khôi phục lại sơn hà cảnh tiểu cực vị. Mạc Lăng Hàn lại biến thái, yêu nghiệt, có thể địch nổi lực lượng thần cấp sao. Nói giỡn, ma khí đã gần ngay trước mắt, Tu La Ma Đế lộ ra biểu tình say mê, có thể dung hợp ma khí cấp ma chủ, để thăng với hắn đúng là to lớn, bởi vì trong đó có một tia lĩnh ngộ võ đạo của ma chủ. Với sinh linh thần giới mà nói, này là độc dược chí mạng, nhưng đối với sinh linh minh giới như hắn mà nói, này là siêu cấp bổ vật. Hơn nữa, may mà chỉ là một tia, bằng không số lượng nhiều hơn nữa hắn cũng không dám thôn vệ, nếu không chỉ có phần chết sáng thế cảnh quá mạnh mẽ còn có một thốn nửa thốn di làm sao vào không được tu la ma đế hoảng sợ quay đầu lại chỉ thấy lăng hàn vững vàng nắm lấy hắn để hắn căn bản không thể tiến thêm một chút không tệ hiện tại lá gan mập rồi lăng hàn cười nói chủ nhân oan uổng a à. tu la ma đế vốn là trạng thái yên vụ không có thực thể lập tức kéo dài thân thể ôm lấy chân của lăng hàn tiểu nhân chỉ là bị choáng váng bị heo chiếm tâm can Chủ nhân hãy coi tiểu nhân nói như cái giam A. À. Lăng hàn cười nhạt nói. Ngươi rất muốn thôn vệ đoàn ma khí này. Cầu chủ nhân ban cho. Trên mặt tu la ma đế tất cả đều là vẻ lấy lòng. Lăng hàn, không nên bị hắn lừa gạt. Thủy nhạn ngọc nói. Tên ma đế này cũng quá hai mặt. Trong lòng tu la ma đế nhất thời máy động. Lăng hàn có ý nhả ra. Nhưng thủy nhạn ngọc khuyên như thế. Việc này rất khó A. À. Đi, thưởng cho ngươi. Lăng hàn cười nói. Ma khí với hắn là độc dược giữ lại cũng vô ích. Hắn buông lỏng tay ra, tu la ma đế được tự do, không khỏi mừng như điên, lập tức miệng mở to, nuốt ma khí vào. Oanh, thân thể hắn bành trướng, như biến thành một khí cầu, nhưng rất nhanh thì rụt trở về, biến thành bình thường, thoạt nhìn cũng không có khác nhau, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức của tu la ma đế đang cấp tốc đề thăng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền xông phá thần cảnh, tản mát ra khí thế như đại dương minh mông. Sơn hà cảnh, tiểu cực vị đỉnh phong, Ha, ha 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 tu la ma đế cười to, có vẻ rào rạt đắc ý. Lăng hàn a lăng hàn, người thực sự là quá ngu xuẩn, cư nhiên để bản tỏa khôi phục thực lực. Ngày hôm nay bản tỏa sẽ nói cho người biết, cái gì gọi là lực lượng thần cấp. Thủy nhạn ngọc mục trừng khẩu ngốc, tự nhiên không phải bởi vì khiếp sợ thực lực của tu la ma đế, mà là đối phương vô sỉ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trước hắn còn chủ nhân chủ nhân, hiện tại lại sỉ cao khí ngang, còn muốn mặt không? Lăng Hàn mỉm cười nói khôi phục lại thực lực sơn hà cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. "Di, làm sao ngươi biết?" Tu La Ma Đế không khỏi kinh ngạc, đối phương biết trình tự thần cấp cũng không ngạc nhiên, nhưng tại sao có thể một ngụm nói phá tu vi của hắn, này ngẫm lại cũng làm cho hắn thấy quỷ dị, để hắn phát lên cảm giác bất an. Lăng Hàn thở dài nói: "Tiểu đế a, à, ngươi ở nơi này mấy năm, không được gọi tiểu đế, bản tọa là Tu La Ma Đế." Tu La Ma Đế tức điên, hắn cam tâm làm tiểu đệ là bởi vì đại trưởng phu có được giãn được nhưng có thể cho là hắn vô sỉ không biết xấu hổ trời sinh đê tiện sao không phải lăng hàn tiếp tục nói ngươi bị giam choáng váng sao cho rằng nhiều năm như vậy thực lực của ta sẽ không để thăng ngươi ngươi sắc mặt của tu la ma đế đại biến tiểu tử này là yêu nghiệt a à, không thể theo lẽ thường để cân nhắc lăng hàn mỉm cười thả khí tức ra nhất thời khí thế cường đại hơn tu la ma đế mấy trăm lần chủ nhân tu la ma đế lập tức nhào vào dưới chân lăng hàn ôm bắp đùi của hắn dùng mặt cọ lên tiểu nhân thực sự là quá nhớ ngươi một ngày không gặp như cách ba thu khóe miệng của thủy nhạn ngọc co quắp nàng đã triệt để hết chỗ nói rồi vừa rồi không phải ngươi rất hung sao lang hàn lo lắng nói vừa vừa rồi là tiểu nhân tinh thần phân liệt tu la ma đế nghiêm trang nói chủ nhân ngài biết đó người bị giam lâu tinh thần sẽ thác loạn sinh ra nhân cách thứ hai tiểu nhân chính là như vậy bất quá xin chủ nhân yên tâm tiểu nhân đã tiêu diệt nhân cách này từ nay về sau, tiểu nhân chính là chó trung thành nhất của ngài, người bảo tiểu nhân đi hướng đông, tiểu nhân quyết không dám qua hướng tây. Lam Hàn theo dõi hắn nói, đã cho ngươi hai cơ hội a, à. nếu như tu la ma đế biết chảy mồ hôi mà nói, hiện tại khẳng định toàn thân đã ướt nhẹp, nhưng hắn vẫn theo thói quen xoa đầu, dù sao phụ thân ở trên người nhân tộc lâu, sẽ có thói quen động tác a. À. Xin chủ nhân yên tâm, tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ ba. Hắn lời thề son sắt nói, lần này Hắn thực sự là bị Lăng Hàn hù dọa. Chỉ mấy năm mà thôi, Lăng Hàn từ thiên nhân cảnh đạt tới thần cảnh, lại không chỉ nhảy vào sơn hà cảnh đơn giản như vậy, mà đạt tới trung cực vị, cứ theo đà này, không cần mấy trăm mấy nghìn năm sẽ trở thành sáng thế cảnh. Có chủ nhân như vậy, chẳng những không xấu, ngược lại chỉ có lợi. Tu La Ma đế tuyệt đối là tính cách hiện thực không gì sánh được, tâm tính trong nháy mắt chuyển biến, chỉ cần Lăng Hàn vẫn có thể bảo trì tốc độ tinh tiến như vậy, hắn nguyện ý triệt để thần phục, làm một con chó nghe lời. Hắn biết, cho dù làm chó, đó cũng là chó cao quý không gì sánh được, dù người mạnh mẽ hơn hắn vô số lần cũng phải cung kính với hắn. Lang Hàn gật đầu nói, "Này là cơ hội cuối cùng, tuyệt không có lần thứ ba." Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân, Tu La Ma đế vui mừng quá đỗi. Lang Hàn dự định triệt để thu phục Tu La Ma đế, bởi vì đặc tính của Tu La Ma đế kỳ thực rất hữu dụng, tỉ như. Nhập chủ khôi lỗi, chương 1064, ác hành nan thư khôi lỗi này giao cho ngươi người phụ thân trong đó sau đó liền tác chiến cho ta lang hàn triệu khôi lỗi hổ đến đối với phụ thân làm người hay chó tu la ma đế hoàn toàn không có ý kiến hắn lập tức lĩnh mệnh chui vào trong khôi lỗi hổ nhất thời con mãnh hổ này liền động chủ chủ nhân này là vật dẫn đại viên mãn a hắn lập tức kích động phải biết rằng dù ở thời kỳ toàn thịt hắn cũng chỉ là trung cực vị cách đại viên mãn không biết bao xa không hài lòng sao thỏa mãn thỏa mãn một trăm thỏa mãn, một nghìn cái thỏa mãn, Tu La Ma Đế kích động muốn chết. Lăng Hàn gật đầu nói, chỉ cần ngươi thành thật làm việc, sau này còn có thể cho ngươi vật dẫn nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh, thậm chí sẽ lộng chút ma khí của sáng thế cảnh cho ngươi thôn vệ cũng không phải không được. Chủ nhân, ngươi quá tốt với tiểu nhân, tiểu nhân nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, Tu La Ma Đế từ trong khôi lỗi hổ bay ra, lại đi ôm chân Lăng Hàn. Lần này, dù cho hắn chiếm được vật dẫn cường đại như vậy cũng không dám có một tia gì tâm. Đồ chơi này chính là bị Lăng Hàn đoạt đến A. Lăng Hàn bắt quách tu văn lại, trước hắn bị Lăng Hàn dùng thất sát chấn hồn thuật chấn hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Môn bí thuật này đối với người thực lực càng thấp tự nhiên lực sát thương càng mạnh, trực tiếp đánh chết tiểu cực vị cũng dễ dàng. Hắn bị đánh tỉnh, chợt trợn mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đây là địa phương nào? Hắn tới cùng hôn mê bao lâu, mới có thể ly khai địa tâm đảo, xuất hiện trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy. Ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi, hắn thấy được Lăng Hàn, không khỏi kinh khủng gần chết, bởi vì Lăng Hàn đánh giấm không có. Lẽ nào hắn không có mở cái chai, không hợp, xa xa rõ ràng có mảnh nhỏ của cái chai, đây tuyệt đối là mở ra. Rất thất vọng có đúng không? Lăng Hàn cười nói, nói một chút coi, có lý do gì để ta không giết ngươi? Ta, 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 ta cũng vậy người bị hại, ta đều là bị buộc. Quách Tu Văn dung giọng nói, đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người bùi tể. Lăng Hàn lắc đầu, có thể ngay từ đầu ngươi là bị buộc, nhưng bây giờ ta nhìn không thấy ngươi có một tia hối hận, ngươi cùng bùi tể đã không có gì khác biệt. Tiểu đế, giết hắn, Tu La Ma Đế lập tức nhập chủ trong khôi lỗi hổ, dơ dơ đầu hổ nói. Tuân mệnh, chủ nhân, Quách Tu Văn vừa sợ lại không giải thích được, khôi lỗi hổ này chính là hắn tự mình chế tạo, lại luôn bị hắn ngồi, có thể nói là quá hiểu rõ. Nhưng bây giờ, khôi lỗi này cư nhiên mở miệng nói chuyện, thiếu chút nữa hù chết hắn. Từ khi có ký ức tới nay, hắn căn bản không có rời đảo nhỏ, làm sao biết sự tình minh giới, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi cũng là khôi lỗi sư, hắn tự cho là hiểu, đối phương nhất định là khôi lỗi sư cao minh hơn hắn vô số lần, mới có thể đơn giản lấy đi khôi lỗi của hắn, hiện tại càng làm cho khôi lỗi mở miệng nói, linh động không gì sánh được, quả thực như là yêu hổ có linh trí. Tu la ma đế nhào tới, một ngụm cắn xuống, Quách Tu Văn đã bị cắn nứt cổ, lực lượng hủy diệt trùng kích, thần hồn của hắn cũng bị thắt cổ, trong nháy mắt tức chết. Theo ở bên cạnh ta, không được tùy ý xuất thủ. Lăng Hàn phân phó nói, Tu La Ma Đế đại hỉ, chủ nhân đây là muốn thả mình ra ngoài. Quá cảm động, Lăng Hàn vung tay lên, hai người một hổ xuất hiện ở trong xưởng. Này là, thần giới, Tu La Ma Đế khiếp sợ nói, mặc dù sau khi biết Lăng Hàn có tu vi sơn hà cảnh trung cực vị, hắn đã đoán được Lăng Hàn tất nhiên là tiến nhập thần giới, nhưng thật đến khi đặt chân lên thổ địa thần giới hắn vẫn hết sức kinh ngạc mới mấy năm mà thôi lăng hàn liền bước vào thần cảnh thậm chí tiện tay có thể cầm ra vật dẫn sơn hà cảnh đại viên mãn để hắn giật mình không thôi phía trước mở đường lăng hàn phân phó nói vâng chủ nhân tu la ma đế vội vàng gật đầu hiện tại chính là cơ hội biểu hiện cho chủ nhân biết mình có bao nhiêu trung thành hắn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài trước siêu tất cả các gian phòng một lần lăng hàn nói thình thịch tu la ma đế phá gian phòng cách phách ở đây trừ bốn phía phóng đầy công cụ tài liệu trung gian là một cái đài không phía trên không có vật gì bên trong cũng không có bất kỳ người nào bọn họ lui ra ngoài tu la ma đế lại phá một gian phòng khác ách thủy nhạn ngọc lập tức lộ ra biểu tình khó chịu quay đầu đi ói nơi này bố trí không khác hai gian trước bốn phía bảy đặt công cụ cùng tài liệu trung gian là một bình đài nhưng trên bình đài bày một thi thể bị tháo thành tám khối là phạm dũng hắn còn không có bị làm thành khôi lỗi, bởi vậy trên mặt vẫn duy trì vẻ sợ hãi, để người nhìn cũng sẽ sợ theo. Lăng Hàn thậm chí hoài nghi, lúc đối phương bị tháo thành tám khối vẫn còn sống. Chờ mắt nhìn mình bị phân thây, bị móc nội tạng, chảy khô máu, này là sợ hãi như thế nào? Thảo nào biểu tình trên mặt hắn sẽ biến dị như vậy? Đám xuất sinh này, Thủy Nhạn Ngọc ở một bên trách mắng. Lăng Hàn dương động hỏa diễm thần văn, thiêu thi thể của Phạm Dũng thành cho tàn, tuy hắn có cửu oán với đối phương, nhưng người tử tội diệt. Đi, Tu La Ma Đế ngoan ngoãn mở đường, hắn biết tâm tình của chủ nhân bây giờ rất không vui, giọng nói băng lãnh, như từ trong vết nước truyền ra. Tuy việc này hắn thấy rất bình thường, không phải là phân thây sao, ở minh giới, sự tình tàn nhẫn hơn này gấp trăm lần, nghìn lần cũng có. Thình thịch, hắn tiến vào gian phòng thứ tư, ở đây, có người sống, các ngươi, các ngươi vào bằng cách nào, gì, này là khôi lối hổ của đại sư huynh, làm sao sẽ đi với các ngươi. Người trong phòng là Đồng Ngọc Long, hắn đang làm việc, bởi vì bị quấy rối mới quay người sang. Sau lưng hắn, bầy một thi thể đang xử lý, tiên huyết lan tràn, chỉ thấy đó là một nữ thi, chân, tay đã thoát ly thân người, mà thân thể cũng bị xé ra, đang đào nội tạng. Cô gái này là Liễu Ánh, nàng lại còn không có tắc thở, trong mắt hơi chuyển, nhìn về phía lăng hàn, môi động vài cái, lại không phát ra được một chút xíu thanh âm. Nhưng lăng hàn có thể đoán được lời nàng muốn nói, giết xúc sinh nơi này. Còn có, giết nàng, để cho nàng giải thoát. Giết, Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tu la ma đế nhất thời nhào ra, lướt về phía đồng Ngọc Long. Ngang, một khôi lỗi lang xuất hiện, đỡ lấy tu la ma đế, này cũng là một khôi lỗi đại viên mãn, chiến lực không thua tu la ma đế. chương 1065, khôi lỗi khắc tinh. Lang Hàn đi lên trước vài bước, thần thức như võng, hưu, khôi lỗi lang liền biến mất không thấy. Phốc, biểu tình của đồng Ngọc Long như quách tu văn, trong mắt trừng ra, đầu lưới muốn rớt nhưng tu la ma đế đã nhào tới đánh ra một móng vuốt ba cái đầu của hắn bị phách toái thân thể không đầu ầm ầm ngã xuống lăng hàn vung tay kết thúc tính mạng cho liễu ánh ánh mắt của đối phương toát ra cảm kích chậm rãi khép lại hắn lại vung tay lên đốt tấn thân thể của liễu ánh bọn họ tiến nhập gian phòng thứ năm trong này thình lình lại phát hiện một người bị hại dương thiết thành đại hán này bị tách rời mỗi một bộ phận đều ngâm ở trong dịch thể màu bạc nhưng không có như liêu ánh còn một tia khí tức mà đã chết thật chắc là sự tình hôm nay bởi vì sáng sớm lăng hàn còn gặp qua hắn đối với la ngộ cùng phạm dũng lăng hàn chỉ có sát cơ đối với liêu ánh lăng hàn cũng không có hảo cảm gì bởi vì đối phương dù sao cũng là đến đuổi giết hắn nhưng hắn đối với dương thiết thành lại rất bội phục dù sao người có thể buông cảm giác vui buồn kiên trì nguyên tắc cũng không nhiều huống chi bọn họ còn kề vai chiến đấu qua từng giao phía sau lưng cho đối phương Dương Huynh, người yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết toàn bộ đám súc sinh này, để ngươi ở dưới cửu tuyền ngủ yên. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, tiếp đó chợt xoay người nói. Trở lại, có thể còn cứu được những người khác, Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc vội vàng chạy về. Di, bọn họ mới vừa đi ra xưởng, chỉ thấy Thôi Đức đang cùng ân nguyên hương sóng vai đi tới, thấy hai người Lăng Hàn từ bên trong đi ra, phía sau lại còn theo khôi lỗi hổ của Quách Tu Văn, Thôi Đức không khỏi kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, không phải là bắt hai người này sao sao lại là tràng cảnh như thế đã xảy ra chuyện gì hoàn toàn không hiểu nổi a à. giết lang hàn khẽ quát một tiếng tu la ma đế lập tức tấn công lướt về phía thôi đức hắn ngược lại cũng thông minh lang hàn căn bản không có nói giết ai hắn liền trực tiếp lựa chọn thôi đức đại khái hắn nhận định Lăng hàn là một nam nhân sẽ không giết mỹ nữ đi khôi lối của thôi đức lao ra cùng tu la ma đế chiến thành một đoàn lang huynh đây là có chuyện gì Ân Nguyên Hương không hiểu hỏi, Nga, ngươi chờ cảm tạ ta đi, Lăng Hàn thản nhiên nói, sáu người bọn họ, muốn luyện chúng ta thành khôi lỗi, La Ngộ, Phạm Dũng, Liệu Ánh còn có Dương Huynh, đều đã thành vật hy sinh. Nói bậy, thôi Đức vội vã nhảy dựng lên, ân cô nương, ngươi không nên tin hắn ăn nói lung tung, đây là đang ngậm máu phun người. Ta là thành tâm mời ngươi thưởng thức khôi lỗi mới chế thành của ta, tuyệt không nghĩ ý hại ngươi. Ha ha, Quách Tu Văn cũng nói như vậy, Lăng Hàn cười lạnh, đi tới trực tiếp thu hùng khôi lỗi, hiện tại hắn không có tâm tình nói chuyện. Thôi Đức, ân nguyên hương đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng tu la ma đế đã giết qua, một cái tát liền đập chết Thôi Đức. Không có khôi lỗi, chiến lực của bản thân khôi lỗi sư thực sự là quá thê thảm. Gặp ân nguyên hương còn đầu đầy vụ thủy, lăng hàn lắc đầu nói. Chờ hội hợp tất cả mọi người, ta sẽ giải thích. Bọn họ vội vã trở về, ninh thái, bộ chính vân trước sau xuất hiện, nhưng đều bị lăng hàn dễ dàng lấy đi khôi lỗi, Bản thân thì bị tu la ma đế đập chết. Thình thịch thình thịch thình thịch, ba người Lăng Hàn phân biệt đi gõ cửa, kêu Kim Chí Huy và Phục Thiên gia. Bọn họ chắc là xếp hạng chót nhất, còn không đến phiên, bởi vậy đều ở trong phòng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn nói một lần, nhất thời để ba người Kim Chí Huy biến sắc. "Ta muốn giết lão Vương Bát Đản kia." Phục Thiên giận dữ hết huyết quản cả người nổi lên, tóc dựng đứng, tản mát ra khí tức đáng sợ. "Các ngươi thì sao?" Lăng Hàn nhìn ân nguyên hương cùng Kim Chí Huy, giết, Kim Chí Huy cũng giơ tay lên, ân nguyên hương thì gật đầu, nhưng không nói lời nào. Tốt, Lăng Hàn vỗ bàn, hiện tại chỉ còn lại có lão gia hỏa kia, khôi lỗi sư dựa vào là khôi lỗi, hết lần này tới lần khác hắn lại là khắc tinh của khôi lỗi, hơn nữa tu la ma đế có thể phụ thân ở bất kỳ vật dẫn nào, hoàn toàn có thể lấy lực lượng của đối thủ cho mình sử dụng. Bởi vậy, dù bùi tể có khôi lỗi hai chuẩn nhật nguyệt cảnh, bản thân cũng là cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn, nhưng Lăng hàn không sợ ngược lại nắm chặt mười phần năm người đồng thời xuất động tìm kiếm bùi tể nhưng tìm hồi lâu cũng không có phát hiện hình bóng của bùi tể còn có một xưởng nhỏ bùi tể nhất định ở nơi đó Lăng hàn nghĩ tới quách tu văn nói bước về xưởng nhỏ đây thật là một gian xưởng nhỏ ba trượng lập phương đại môn đóng chặt phục thiên hít một hơi thật sâu chợt đánh tới đại môn thình thịch hắn như một đạo lưu tinh nặng nề đánh lên cửa chính nhất thời đại môn lay động vài cái ầm ầm ngã xuống mà phục thiên cũng bị đẩy lui trở lại nhưng hắn chỉ lắc đầu rất nhanh thì khôi phục lại đại môn ngã xuống dương lên một chút bụi mà ở bên trong chỉ thấy bùi tể đang bị một nữ tử ôm vào trong ngực vẻ mặt hắn say mê vuốt ve khuôn mặt của nữ tử ngực nhãn thần ôn nhu không gì sánh được nhưng tên nữ tử này lại rõ ràng là một khôi lỗi tuy thân thể trông rất sống động nhưng trong hốc mắt khảm nạm hai viên bảo thạch màu đen không có thần thái các ngươi có thể xông đến đây nói rõ vài đồ đệ của ta hẳn đều chết hết. Bùi tể cũng không hoảng loạn, nữ tính khôi lỗi xoay thân thể của hắn, đối diện mọi người. Hắn lộ ra vẻ khinh thường, thật là một đám phế vật vô dụng, tử lão đầu, ta muốn làm thịt ngươi. Phục thiên là người thứ nhất xông tới, nhưng nữ tính khôi lỗi chỉ nhấn một cái, nhất thời, phảng phất thiên đô muốn sập xuống, thủ trưởng phóng đại vô hạn, ba, một trường hạ xuống, phục thiên bị đánh bay, ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất, lăn vài vòng, ôn mê bất tỉnh. Di, ăn một kích cư nhiên không chết, bùi tể có vẻ kinh ngạc, có chút xem thường các ngươi, thảo nào có thể giết chết các đồ đệ của ta. Bất quá, đi tới nơi này, các ngươi cũng đừng nghĩ sống ly khai. Hắn phát sinh một tiếng huyết sáo, nhất thời có một trung niên từ trong góc đi ra, này là một khôi lỗi. Bất quá, ngoại hình bộ khôi lỗi này có chút dọa người, toàn thân cắm đầy đao kiếm, như một con nhím. Giết bọn họ, bùi tể lạnh lùng nói, quay đầu, vùi đầu vào trong ngực của nữ tính khôi lỗi, tham lam hút cắn. chương 1066, dọa chạy, biến biến thái, khóe miệng của kim chí huy co quắp, con mẹ nó này là yêu thi cuồng sao. Bùi tể đang đùa bớn, lại bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, tại sao an tĩnh như thế. Hắn xoay đầu lại, thiếu chút nữa hù dọa tiểu ra quần. Không có, trung niên kia tiêu thất, bầu trời không có, dưới đất không có, làm sao con mẹ nó cũng không có. Phải biết rằng, kia là một khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh, cùng khôi lỗi hắn ôm là một cấp bậc. Chết đi, tu la ma đế tuôn ra, hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, không cần lăng hàn phân phó liền biết cái nào là người lăng hàn muốn giết, là một gã nịnh bợ, công phu tra ngôn quan sắc dĩ nhiên rất cao. Khôi lỗi nữ tính xuất thủ, một trưởng vỗ ra, nghênh hướng tu la ma đế. Thình thịch, tu la ma đế bị đánh bay, đầu hổ bị phách lệch. Chiến lực đại viên mãn hậu kỳ cùng chuẩn nhật nguyệt cảnh, tranh lệch thực sự quá lớn. Dùng bộ này, Lăng Hàn tiện tay vung, ném khôi lỗi trung niên ra. Tạ ơn chủ nhân, Tu La Ma Đế lập tức hóa thành ma khí tuôn ra, tiến nhập khôi lỗi mới. Tốt, lực lượng thật mạnh, hắn vũ động song trưởng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Còn là thân thể nhân hình dùng quen hơn, đây là quái vật gì, bùi tể thì bị kinh rồi, đây chính là khôi lỗi hắn chế tạo, tại sao bị người đơn giản lấy đi, tại sao có thể bị chiếm được đơn giản. Người mới là quái vật, xem đại gia của người đây. Tu la ma đế xông ra ngoài, hiện tại hắn không dám tự xưng bản tọa, nhưng trước mặt người ngoài xưng đại gia vẫn phải có. Khôi lỗi nữ tính đón nhận, hai chuẩn nhật nguyệt cảnh nhất thời giao phong kịch liệt. Hai tay của bùi tể rung lên, từ trong lòng nữ tính khôi lỗi dẫy ra, khôi lỗi này chỉ biết chiến đấu, không có khả năng bảo hộ hắn chu toàn, kẹp ở giữa mà nói, hắn bị đánh bạo có khả năng quá lớn. Hư, dù chỉ có lão phu, giết các người cũng dễ như trở bàn tay. Hắn lạnh lùng nói, chỉ thấy trong chân gãy của hắn chui ra một đoạn kim trúc, trong nháy mắt chống hắn lên cao chừng hai trường. Hiện tại bùi tể vô cùng quái lạ, cho đến bắp đùi, hắn vẫn là người bình thường, nhưng từ phía dưới bắt đầu, vậy thì giống như một cây dễ già, tất cả đều là đoạn kim loại rắc rối phức tạp, cao cao đẩy hắn lên, đã biến thành người khổng lồ. Ha 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 ha, xem lão phu làm sao diệt các ngươi. Hắn cười to nói, vô số đoạn kim loại phía dưới giật động, thật giống như trùng một trăm chân, thẳng tiến về phía đám người lăng hàn mọi người vội vã phân tán miễn cho bị bùi tể một đòn đánh bay toàn bộ lang hàn vận chuyển diệt long tinh thần tiễn xeo 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 bắn ra từng mũi tên nguyên lực những tiễn nguyên lực này có màu trắng bạc có màu đỏ thắm có màu vàng đất màu trắng bạc là tiễn nguyên lực bình thường màu đỏ thắm là gia chỉ thần văn hỏa diễm màu vàng đất gia chỉ thần văn trọng lực bùi tể cũng không dám mặc cho những mũi tên này bắn chúng hắn vung chân lên đan dày thành lưới ở trước người cản lại những tiễn nguyên lực này không chỉ như thế, công kích của những người khác cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tranh lệch cảnh giới có chút lớn, hắn là cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, mà năm người lăng hàn thì sao? Phục thiên hôn mê, ân nguyên hương, trung cực vị hậu kỳ, sức chiến đấu cũng là đỉnh cao. Kim Chí Huy, trung cực vị sơ kỳ, sức chiến đấu sơ kỳ. Thủy Nhạn Ngọc, tiểu cực vị đỉnh cao, sức chiến đấu có thể vượt qua một tinh. Lăng Hàn, trung cực vị tiền kỳ, sức chiến đấu có thể vượt qua ngũ tinh cực hạn có khả năng đạt lục tinh. Bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của bùi tể. Một đám tiểu nhi, cũng dám giết tới trước mặt lão phu, thực sự là muốn chết. Bùi tể cười gần, thân hình của lăng hàn lấp lóe, soạt, phung ra một chiếc phóng, trước hắn đã tế luyện xích la tỏa địa phóng, hiện tại đã hoàn toàn kích hoạt, phóng lớn tắt ra, càng bay càng lớn, loại bảo vật này đương nhiên có không gian có rỗi rất lớn, trạng thái cực hạn có thể bao vây một ngọn núi cũng không thành vấn đề, huống chi hiện tại bùi tể mới cao hai trường bùi tể làm sao ngờ tới huống hồ không gian nơi này có hạn hắn cũng không có chỗ có thể trốn nhất thời vô lưới vững vàng cái gì lực lượng của lão phu lại ngã xuống nhiều như vậy hắn kinh hãi đến biến sắc một thân tu vi rơi xuống tới đại cực vị đỉnh cao dòng giã bị tước đi một cảnh giới nhỏ phải biết hắn thân là khôi lỗi sư bản thân không lấy sức chiến đấu mạnh mẽ xương danh bởi vậy bị tước đi một cảnh giới nhỏ hắn tự nhiên có chút hoảng hơn nữa lười cuốn lấy hắn không biết là dùng chất liệu gì lại làm sao cũng không thoát được, còn ảnh hưởng năng lực hành động của hắn. Hắn vội vã phát ra một tiếng gầm nhẹ, khôi lỗi nữ tính lập tức quay về, tóm tới xích la tỏa địa võng. Tu la ma đế vội vàng đuổi theo nói, tặc bà nương, ăn đại gia một đao, hắn rút ra một cây đao trên người, bổ tới đối phương. Tên này chính là tiểu nhân hèn mọn, một khi thả xuống tôn nghiêm của cường giả, vậy thực sự là không biết xấu hổ đến cực hạt, miệng đầy thô tục, thô ngôn bỉ ngữ. Khôi lỗi nữ tính chỉ quay về phía sau nhấn một cái, một tay khác cầm lấy xích la tỏa địa võng, dùng sức nắm lên. Nàng là tồn tại chuẩn nhật nguyệt cảnh, lực lượng một chảo này vô cùng lớn, nhất thời nâng võng lớn lên. Mà tu la ma đế cũng chém đến một đao, bổ vào trên bàn tay của nàng, phát ra một tiếng nổ âm âm. Tất cả mọi người cảm thấy màng tai bị đánh nứt, không nghe được âm thanh nào khác, trước mắt chỉ nhìn thấy lưỡi đao và bàn tay bằng thịt pha chạm, bắn ra tia sáng chói mắt. Oanh, Tu La Ma Đế bị chấn lùi ra, hiển nhiên, tuy hai khôi lỗi đều là chuẩn nhật nguyệt cảnh, nhưng khôi lỗi nữ tính càng mạnh hơn. Đùng 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 đùng, có tiếng bước chân quái lạ vang lên, chỉ thấy vô số khôi lỗi từ các góc chui ra, hình thù kỳ quái, cái gì cũng có. Ha ha ha, giết chết toàn bộ những người này cho lão phu. Bùi tể cách lưới chỉ tay, mặt đầy sát khí, chật vật như vậy, để hắn thẹn quá thành giận a. À. Những khôi lỗi kia ít nhất mấy trăm con, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng trào ra. Dựa theo quách tu văn nói, chỉ là hắn ở chỗ này cũng hơn 3 vạn năm, vậy bùi tể ở khẳng định càng dài, thời gian lâu như vậy, đến tột cùng hắn chế ra bao nhiêu khôi lỗi. Cái này hoàn toàn có thể xưng là một chi đại quân, tuy thiếu hụt trí lực, nhưng có thật nhiều ưu điểm, không có chỗ yếu hại, không biết đau đớn, không sợ chết. Lúc này, Phục Thiên cũng tỉnh lại, nhưng bị trọng thương, sức chiến đấu ngã xuống một đoạn dài. Trường 1067, hung thủ thật sự. Tất cả mọi người lẫm liệt, khôi lỗi quá nhiều dựa vào số lượng liền có thể đè chết bọn họ lăng hàn hét dài một tiếng khởi xướng đột kích xeo 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 hắn vọt ra như thế tự nhiên thành mục tiêu hàng đầu vô số công kích đánh về phía hắn có lợi chảo lôi kéo có sóng âm oanh kích có quang đạn màu đen lăng hàn không sợ những khôi lỗi này cơ bản đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị vậy bất luận bao nhiêu công kích đánh tới hắn ngay cả phòng thủ cũng không cần hắn chỉ giật động thần thức thân hình vọt qua khôi lỗi ở phụ cận đều từng cái biến mất Khắc tinh khôi lỗi đến rồi mục tiêu của hắn là khôi lỗi nữ tính chỉ cần bắt nàng sức chiến đấu của tu la ma đế có thể giải phóng chấn áp bùi tể liền dễ như trở bàn tay nhanh nhanh mở ra vật này cho lão phu bùi tể tức đến nổ phổi nói mười mấy con khôi lỗi cầm lấy lưới dồn dập dùng sức muốn vạch lưới thả bùi tể ra ngoài lang hàn kích động thần thức mở ra quấn tới khôi lỗi nữ tính sau đó vậy dĩ nhiên là quyết định Phốc Bùi Tề mới vừa từ trong lưới trốn ra, thấy cảnh này thì chấn kinh đến con ngươi sông ra ngoài. Trước hắn không nhìn thấy khôi lỗi nam tính là làm sao biến mất. Lúc này rốt cục nhìn thấy quá trình, nhưng nói thật hắn vẫn cực kỳ mộng ảo, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đứt chân lão nhi, xem đại gia đến chém ngươi. Tu La Ma Đế cười ha ha, thả người giết tới Bùi Tề. Bùi Tề kinh hãi, hắn tự nhiên rõ ràng biết con khôi lỗi này nắm giữ năng lực như thế nào, vội vã hét lớn. Ngăn trở hắn hắn oán hận nhìn lăng hàn một chút, chỉ cảm thấy tiểu tử này cực kỳ quỷ dị, thật giống như trong số mệnh chính là khắc hắn. Phải biết, sức chiến đấu sơn hà cảnh đại viên mãn của đối phương đã bị giải quyết toàn bộ, còn lại tất cả đều là gà đất chó cảnh, căn bản không thể xưng là uy hiếp, không cách nào nghịch chuyển tình thế nữa. Dù hắn đa mưu túc trí ra sao, cũng biết không thể tranh nhất thời, lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa nói. Tiểu tử, người truy sát lão phu, những đồng bạn kia của ngươi liền mất mạng. Hắn cười lớn một tiếng, nhanh chóng lao đi lăng hàn chỉ hơi do dự liền xoay người lại trợ giúp những người khác tiêu diệt khôi lỗi có tu la ma đế lại thêm lăng hàn là khắc tinh của khôi lỗi tuy khôi lỗi nơi này nhiều thái quá giống như thủy triều tuôn ra nhưng lại như rau hẹ đi ra một nhóm liền bị thu gặt một nhóm một nén hương thời gian sau cuối cùng khôi lỗi không còn viện binh giết một cái liền chân chính ít một cái có khắc tinh khôi lỗi như lăng hàn ở đây lại thêm tu la ma đế là cường giả chuẩn nhật nguyệt cảnh bảo vệ bọn họ cuối cùng tiêu diệt sạch những khôi lỗi này. Ân Nguyên Hương, Phục Thiên cùng Kim Chí Huy đều cảm khái không thôi, nếu không có Lăng Hàn ở đây, lần này bọn họ tuyệt đối khó thoát một kiếp. Mặc bọn họ yêu nghiệt mạnh mẽ ra sao, cũng không thể là đối thủ của khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh. Không thấy ngay cả Dương Thiết Thành cũng gặp xui xẻo sao. Nói đến Dương Thiết Thành, tất cả mọi người có chút thổn thức, người này có thể kiên trì nguyên tắc, ở thế đạo như bây giờ là rất đáng quý. Chiến đấu vừa kết thúc, Phục Thiên liền bắt đầu chữa thương, Hắn trước là gắng gượng chiến đấu, không muốn kéo chân sau của người khác, tính cách có thể nói là vô cùng háo thắng. "Chủ nhân, muốn đuổi bắt lão gãy chân kia sao?" Tu La Ma đế hỏi, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Không cần, hắn là thổ địa của nơi này, kinh doanh mấy vạn năm, chắc chắn sẽ không để chúng ta tìm được." "Nhưng không tìm ra hắn, hắn vẫn sẽ làm ác." Thủy Nhạn Ngọc nói, Lăng Hàn nói, "Vậy trước tiên tìm xem, xem lão tặc kia có để lại manh mối hay không." Kỳ thực chúng ta không biết một chút gì về hắn, biết người biết ta, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chủ nhân anh Minh, Tu La Ma Đế vội vã nịnh hót nói. Lăng Hàn nhìn một chút, ném ra một con hùng khôi lỗi nói. Người bám thân ở trên bộ khôi lỗi này, Tu La Ma Đế không rõ, hiện tại con khôi lỗi này không phải càng mạnh hơn sao, đạt đến chuẩn nhật nguyệt cảnh, sức chiến đấu không biết mạnh hơn hùng khôi lỗi bao nhiêu, nhưng hắn nhìn thấy vẻ chán ghét trong ánh mắt Lăng Hàn thì nhất thời hiểu được. Chủ nhân là nhân loại, tự nhiên chán ghét biến nhân loại thành khôi lỗi. Hắn nào dám có chút chống cự, vội vã bám thân ở trong hùng khôi lỗi, ngược lại thứ này không có ý chí, hắn đổi lấy đổi đi không phải dễ dàng sao. Lăng Hàn lấy thần diễm thiêu sạch hai khôi lỗi hình người, trước là vì đối phó bùi tể, hiện tại tự nhiên để người chết ngộ yên mà đẹp. Mấy người tìm kiếm trong xưởng, nguyên bản Lăng Hàn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng bọn họ tìm được một quyền nhật ký, công bố nguyên nhân để bùi tể đi tới con đường biến thái. Hóa ra, hai nam nữ bị hắn chế thành khôi lỗi phân biệt là sư huynh cùng sư tỷ của hắn ba người đều là đệ tử của một khôi lỗi sư hắn vẫn thầm mến sư tỷ nhưng sư tỷ gả cho sư huynh của hắn hắn mặt ngoài không lộ ra vẻ gì nhưng sau khi sư phụ của hắn chết liền hạ độc hai người này hạn chế hai người sau đó chế bọn họ thành khôi lỗi chẳng trách cả người nam tính khôi lỗi cắm đầy đao kiếm đó là bởi vì bùi tể quá hận hắn thực sự là biến thái biến nữ nhân mình thích thành khôi lỗi trong nhật ký còn rõ ràng miêu tả quá trình hắn chế tác sư huynh sư tỷ nhục mạ trách cứ phẫn nộ hoảng sợ hai người mỗi một chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ thật giống như muốn thông qua cái này để rửa nhục bị sư đệ của mình phản bội tận mắt nhìn mình bị chế thành khôi lỗi đây là hắc ám thế nào thủy nhạn ngọc lắc đầu nói tràn ngập phẫn nộ vì lẽ đó thu đồ đệ không thể chỉ nhìn thiên phú chủ yếu nhất vẫn là phẩm tính bằng không chẳng khác nào nuôi một con sói ở bên người lang hàn cũng vô cùng cảm khái để tu la ma đế nghe mà trong lòng hoảng sợ, chủ nhân không phải đang ám chỉ mình chứ. Vù, đúng lúc này, chỉ thấy một ánh kiếm sáng lên, đâm tới lăng hàn. Chiêu kiếm này vừa nhanh vừa vội, hơn nữa quá ngoài ý muốn, chiến đấu đã kết thúc, chỉ còn lại mấy người kề vai chiến đấu, tại sao có thể có người đột nhiên ra tay với lăng hàn. Phốc, chiêu kiếm này đâm vào trong cơ thể lăng hàn, hắn hét lớn một tiếng, xoay người lại vung một trường. Mà tu la ma đế cũng phản ứng lại, vội vã phát ra một tiếng hùng thét, Vung chảo quét tới người đánh lén. Chương 1068, bắn giết ân nguyên hương thượng. Người đánh lén không kịp rút kiếm, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay, thân hình lui ra sau, trong nháy mắt liền lùi về sau năm sáu trượng, như một đám mây bay xuống. Nàng, rõ ràng là ân nguyên hương, Lăng Hàn, thủy nhạn ngọc kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy Lăng Hàn, nước mắt chảy ra, một kiếm này xuyên thấu thân thể của Lăng Hàn, chỉ để lại chuôi kiếm ở bên ngoài. Ngươi, ngươi làm gì? Kim Chí Huy vừa giận vừa sợ, nhìn ân nguyên hương quát. Chỉ có Phục Thiên còn ngồi dưới đất, nhưng có thể nhìn thấy, bắp thịt của hắn đã không nhịn được căng thẳng lên. Lăng Hàn nhìn chằm chằm ân nguyên hương, dùng thanh âm khàn khàn nói. Hóa ra người mới là người hành hung trên thuyền, làm sao người biết, ân nguyên hương thay đổi vẻ cẩn thận từng ly từng tí, lộ ra vẻ ngạo nghế, mà khí thức của nàng cũng có biến hóa long trời lở đất, lập tức tăng lên tới đại viên mãn. Lăng Hàn ho khan một hồi, sắc mặt càng có vẻ trắng xám nói. Chu Cao Dương ở trước khi chết đã từng nói hung thủ không phải hắn. Ân Nguyên Hương một kích thành công, hiện tại ngược lại cũng không vội nói. Vì cầu sinh, hắn tự nhiên nói không biết lựa lời. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như hắn hạ thủ, hắn chỉ xin tha mà sẽ không vào lúc đó nói mình không phải hung thủ. Vì lẽ đó, ngươi liền bắt đầu hoài nghi. Ân Nguyên Hương có chút kinh ngạc. Xác thực, Lăng Hàn gật đầu, ta nghĩ, nếu ám dạ đường có thể phái ra một tên sát thủ tại sao không thể là hai một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối ân nguyên hương hơi do dự một chút liền cười ha ha nói không sai đến lúc này ta cũng không cần thiết ẩn giấu ta đúng là sát thủ của ám dạ đường có điều người cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian trên thanh kiếm nhiễm kịch độc ngay cả nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị chúng cũng chỉ có một con đường chết thủy nhạn ngọc cuối cùng kinh hãi nàng tràn ngập tự tin với sức khôi phục của lăng hàn nhưng độc là một chuyện khác a à lăng hàn khẽ mỉm cười nói ngươi thừa nhận là tốt rồi trước ta chỉ hoài nghi hiện tại cuối cùng xác nhận hắn đứng thẳng người buông cánh tay trái ra thanh kiếm đâm ở trên người hắn rất xuống hóa ra thanh kiếm căn bản không có đâm vào thân thể của hắn mà kẹp ở giữa cánh tay và người của hắn cái gì khuôn mặt của ân nguyên hương biến sắc không thể tin tưởng ta rõ ràng đâm chính là trái tim của ngươi vị trí kia tuyệt đối không thể phạm sai lầm a à, trừ khi nàng nhìn chằm chằm lăng hàn trừ khi ngươi đã sớm chuẩn bị di chuyển vị trí xương cốt của thân thể lăng hàn nhoẻn miệng cười nói nếu ta hoài nghi nơi này còn có một tên sát thủ của ám dạ đường thì sao có khả năng không có cảnh giác nhưng vì sao ngươi lại hoài nghi ta ân nguyên hương không rõ ta rõ ràng lấy bí pháp áp chế tu vi đừng nói là ngươi ngay cả nhật nguyệt cảnh cấp thấp cũng không nhất định có thể nhìn thấu lăng hàn gật đầu nói ngươi xác thực ẩn giấu rất khá nhưng trước thời điểm bị khôi lỗi vây công Ngươi vẫn sử dụng lực lượng vượt qua cảnh giới rất nhiều, để ta bắt đầu hoài nghi cùng cảnh giác. Ân Nguyên Hương ngơ ngác, tình huống trước hỗn loạn như vậy, Lăng Hàn lại còn có rảnh rỗi chú ý đến toàn trường, đây là quái vật thế nào. Hết cách rồi, ai bảo thần hồn của Lăng Hàn mạnh mẽ vượt xa trung cực vị bình thường chứ? Nếu biện pháp đơn giản không giết được ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khó khăn. Ân Nguyên Hương cười gần, nàng lại lấy ra một thanh kiếm, cả người tỏa ra khí thức lạnh lẽo đây là một cao thủ đại viên mãn. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc chuyển buồn thành vui, không khỏi từ phía sau lưng ôm Lăng Hàn thật chặt, vừa nãy nàng thực sự là suýt chút nữa hù chết. Kim Chí Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn chầm chầm ân nguyên hương, có vẻ cực kỳ tức giận. Trên căn bản, sự tình mỗi người ghét nhất chính là gặp phải phản bội. Bọn họ một đường cùng trải qua mưa gió, chiến bầy xa, liều hải tặc, lại ở nơi này cùng nhau chiến đấu khôi lỗi, có thể nói kết thành tình nghĩa chiến đấu thâm hậu, nhưng lúc này ân nguyên hương lại phản bội phảng phất đâm mỗi người bọn họ một đao chủ nhân để tiểu nhân xé xú bà nương này ra tu la ma đế xin chiến lang hàn gật đầu nói được người tiến lên tu la ma đế gào gào lập tức nhào tới ân nguyên hương hắn bị giam lâu hiện tại khát vọng chiến đấu để giãn gân cốt lại nói hắn bám thân ở trên người khôi lỗi hỏng lại đổi một bộ là được ngược lại chủ nhân này có nhiều mà hắn chỉ sợ loại công kích thần hồn phế vật mà thôi Ân Nguyên Hương vung kiếm công kích, thực lực của nàng rất mạnh, không chỉ là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn, hơn nữa còn là Đại Viên Mãn đỉnh cao, tuy không có năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng sức chiến đấu lại đứng đầu toàn trường. Cái gọi là trong núi không cọp, hầu tử xưng vương, bằng không nếu Dương Thiết Thành ở đây, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nhịn xuống. Oanh, 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 tu la ma đế liên tục bại lui, cuối cùng càng trượt tới dưới chân lăng hàn, bị hắn dẫm, mới ngừng lại xu thế tiếp tục trượt. Ngươi đến cùng có được hay không a? À? Lăng Hàn cười nói, chủ nhân, nàng có chút mạnh. Tu La Ma Đế đau khổ nói, hùng khôi lỗi này chỉ có sức chiến đấu đại viên mãn hậu kỳ, tranh lệch một tiểu cảnh giới nhỏ, hắn liền bị đối phương khắc đến gắt gao. Ha 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 ha, ân nguyên hương cười to, ai bảo ngươi giả nhân giả nghĩa, rõ ràng có khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh nhưng vứt bỏ, phi, đã dùng qua một lần, còn lưu ý dùng lần thứ hai, lần thứ ba. Lên, ta sẽ ở phía sau yểm hộ ngươi, Lăng Hàn đạp Tu La Ma Đế một cước, con khôi lỗi này nhất thời bay lên, từ bầu trời rơi xuống ân nguyên hương. Bách quỷ kiếm pháp, ân nguyên hương nũng nịu một tiếng, trường kiếm vung vẩy, thật có từng con quỷ vật xuất hiện, công tới tu la ma đế. Lăng Hàn cũng điều động, hắn đang kích hoạt xích la tỏa địa võng, chỉ cần trùng kín ân nguyên hương, vậy sức chiến đấu của đối phương sẽ rơi xuống tới đại cực vị, dễ dàng liền có thể bắt. Nghĩ hay lắm, thân hình của ân nguyên hương bơi lội, cực kỳ quỷ dị, để Lăng Hàn căn bản không thể bắt giữ. Nếu đối thủ có chuẩn bị, vậy bảo vật như xích la tỏa địa võng rất khó có hiệu quả. Thật sao, lang Hàn khẽ mỉm cười, đột nhiên đánh ra thất sát chấn hồn thuật. Thần hồn xung kích vô ảnh vô hình, tốc độ lại nhanh đến quá mức, trên căn bản là không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ, liều là cường độ thần thức của song phương, cái nào càng mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. chương 1069, bắn giết ân nguyên hương, hạ. Ân nguyên hương nhất thời chúng chiêu, kiếm thế chậm lại, thân hình cũng hơi ngưng lại. Có điều, nàng dù sao cũng là đại viên mãn đỉnh cao, thất thần chỉ là chuyện trong nháy mắt, căn bản không thể cho Lăng Hàn đủ thời gian thu nàng vào hắc tháp, thậm chí ngay cả thời gian mở lưới cũng không đủ. Nhưng vào lúc này, Tu La Ma Đế đánh tới, hắn cũng không có vùng chảo công kích, mà là một cái hùng ôm, hùng ôm chân chính, ôm lấy ân nguyên hương thật chặt. Phải biết, hắn cũng chỉ yếu hơn ân nguyên hương một tiểu cảnh giới nhỏ, đối phương thất thần đủ khiến hắn làm được điểm ấy. Chủ nhân, ta bắt được nàng, Tu La Ma Đế hưng phấn kêu lên, đây là cao thủ Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Cao A, hắn ở thời điểm toàn thịnh thấy nhân vật như vậy cũng chỉ có quỷ nghinh, không nghĩ tới hiện tại có thể ngang hàng. Buông tay, ân nguyên hương kinh hãi đến biến sắc, Tu La Ma Đế dĩ nhiên không tổn thương được nàng, nhưng Lang Hàn đang lấy ra xích la tỏa địa võng A. Lực lượng của nàng mạnh mẽ hơn, toàn lực chống đỡ, hai tay của Tu La Ma Đế xuất hiện vặn vẹo, xương cốt bị ép biến hình. Đổi lại sinh linh bình thường, vậy khẳng định là kêu rên liên hồi, bị đau nào còn khí lực nhưng tu la ma đế lại không có chút cảm giác chỉ ôm lấy ân nguyên hương thật chặt tranh thủ thời gian cho lăng hàn dao võng lớn mở ra từ đầu bao phủ xuống nhất thời cảnh giới của ân nguyên hương cùng tu la ma đế đồng thời rơi xuống một cảnh giới nhỏ ân nguyên hương phát huy cả người có từng đạo kiếm khí bay ra cắt tu la ma đế thực lực của nàng trước sau cao hơn tu la ma đế một đoạn tự nhiên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối cắt thân thể của hắn vô cùng thê thảm cũng may hùng khôi lỗi được bí pháp rèn luyện qua khung xương kiên cố, bằng không sớm bị cắt thành cạn bã. Lăng Hàn lấy ra cung tên, vận chuyển tiễn thức trung cực. Khi mũi tên nhắm vào mình, ân nguyên hương nhất thời phát lên hàn ý vô tận, cảm thấy chỉ cần Lăng Hàn bắn mũi tên này ra, nàng nhất định sẽ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không đi nghĩ đây là tiến thức gì, vì sao lại bá đạo như vậy, chỉ còn lại một ý nghĩ, là chạy đi, tuyệt đối không thể bị bắn trúng. Bằng không, chắc chắn phải chết, buông tay, buông tay, khuôn mặt của ân nguyên hương vặn vẹo, nào còn có một chút xíu mỹ nữ mê hoặc, nàng toàn lực ứng phó, không muốn sống thiêu đốt nguyên lực, thậm chí sinh mệnh bản nguyên, kéo tu la ma đế còn có tấm võng lớn kia đồng thời chạy. Khoan hãy nói, tốc độ thật nhanh, chỉ là, nhanh hơn diệt long tinh thần tiễn sao, veo, mũi tên nhọn phá không, bắn nhanh về phía ân nguyên hương. Phốc, không có chút hồi hộp nào, mũi tên xuyên qua lưới, bắn tới ngực của ân nguyên hương, máu tươi bão tố, tên dài vào thể, trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng lại bắn tới trên người của Hùng Khôi lỗi, oanh, dưới cự lực rung động, Tu La Ma đế không khỏi buông tay, một người một gấu cuối cùng tách ra. "Tiểu tử, ta muốn giết." Oanh, Ân Nguyên Hương đang muốn lên tiếng uy hiếp, nhưng toàn bộ lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn trái tim đã nổ không của mình, dâng lên một ý nghĩ. "Cái này không phải bạo sát tiến của ám dạ đường chế tác sao?" Thực sự là buồn cười, thân là sát thủ của ám dạ đường nhưng chết ở trong binh khí của bản thân làm ra đây xem như là báo ứng sao nàng còn chưa nghĩ xong cả người ngã xuống hồn tiêu phách tán tu la ma đế hóa thành yên vụ nhẹ nhàng đi ra nói chủ nhân lại hỏng một bộ khôi lỗi đầu tiên là hổ khôi lỗi hiện tại là hùng khôi lỗi một ngày cũng chưa tới đã hỏng hai vật dẫn quý giá lang hàn tiện tay ném ra một lang khôi lỗi nói không có chuyện gì lại đổi một bộ hắn thu hồi xích la tỏa địa võng trước khi hắn đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn, này là bảo vật cực kỳ thực dụng. Thực sự là phải hảo hảo cảm tạ La Gia, nếu La Hồng Đạo biết ý nghĩ của Lăng Hàn, nhất định sẽ tức giận đến sôi lên. Này có thể dùng không tốt sao, biết La Gia bỏ ra bao nhiêu đời tích chữ không? Dọn sạch nơi này, cái gì cũng không lưu lại, Lăng Hàn muốn chuẩn bị hai tay, có thể bọn họ không bao giờ tìm được bùi tể thì sao? Đây là một hòn đảo, vật liệu có hạn, chỉ có ma khí mới sẽ một năm xuất hiện một lần, cuồn cuộn không dứt. Nhưng những tài liệu khác khẳng định là dùng một ít ít một ít, không thể vô hạn sử dụng. Như thần thiết gia trì cho khôi lỗi, là bùi tể từ sư môn mang ra, hiện tại còn sót lại một bộ phận, lấy đi, coi như bùi tể lại thiên tài, nhưng không có vật liệu cần thiết, hắn còn làm sao chế tác khôi lỗi. Coi như bên người hắn còn mang theo một ít vật liệu, vậy có thể chế tác cũng có hạn, lại muốn trùng kiến một chi đại quân hoàn toàn là đang nằm mơ. Có chút vật liệu vô cùng quý giá, để lăng hàn phi thường hài lòng. Bởi vì khôi lỗi thuật còn liên lụy tới đúc khí, luyện đan, trận pháp. Bởi vậy, rất nhiều vật liệu chế tác khôi lỗi đều có thể dùng ở ngành khác, Lăng Hàn phân kiếm một hồi, rất nhiều vật liệu đều có thể lấy về bán, bảo đảm có thể thay hắn ôm vào lượng lớn chân nguyên thạch. Kim Chí Huy cùng Phục Thiên cũng chia một chút, nhưng cái chính tự nhiên là ở Lăng Hàn, chuyện này hai người không có ý kiến, bởi vì xác thực Lăng Hàn xuất lực nhiều nhất, bọn họ nhiều lắm chỉ là phụ trợ. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ còn thiếu Lăng Hàn một mạng, không có hắn, Phòng trưng hiện tại hai người đã bị băm thành tám mảnh, chờ mắt nhìn mình bị chế tác thành khôi lỗi. Bọn họ còn tìm được mấy chiếc thuyền, rất nhỏ, nhưng là dùng yêu thú đặc thù trong vùng biển này làm thành, hơn nữa còn thêm vào chút thiết bị kỳ quái, có thể làm cho thuyền ở trong biển cao tốc tiến lên. Thuyền như vậy tổng cộng có 5 chiếc, bởi vậy, bọn họ mỗi người đều phân một chiếc, còn dư thì bị lang hàn cất đi. Không quản sau này có hữu dụng hay không, ngược lại không gian của hắc tháp lớn như vậy, cũng không sợ chiếm địa phương. Lăng huynh, Cáo từ, ngày khác gặp lại, Kim Chí Huy cùng Phục Thiên nói lời từ biệt, bọn họ cũng vô ý về lại bến tàu phách phủ, mà trực tiếp giá thuyền đến bờ biển khác, sau đó từng người rời đi. Lăng Hàn nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, rất nhanh chỉ còn sót lại một điểm nhỏ. Hắn quay đầu lại, nhìn Vì Nhạn Ngọc cười nói, Thê tử, hiện tại trên đảo này chỉ còn sót lại hai chúng ta, có phải là trước sinh một đám hầu tử lại trở về không? Chương 1070, Bảo vật tinh thần cảnh tranh cướp. Thủy Nhạn Ngọc tức giận đập hắn một hồi nói: "Ngươi cho rằng ta là lợn cái sao, còn sinh một đám? Hơn nữa, nơi đây thật chỉ có hai người sao?" Nàng liếc mắt nhìn Tu La Ma Đế, Tu La Ma Đế sợ hết hồn, chỉ lo vị chủ mẫu này ra mặt mỏng, muốn giết hắn diệt khẩu, vội vã nhếch chân, học dáng dấp chó che lỗ tai, "Một bộ ta không phải người, ta chỉ là một con chó." Nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, Thủy Nhạn Ngọc không nhịn được bật cười, nàng đã biết lai lịch của Tu La Ma Đế nhưng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, một cường giả sơn hà cảnh sẽ vô liêm sỉ đến mức độ như thế. Lăng Hàn cười ha ha, thu tu la ma đế vào hắc tháp. Lúc này mới ôm Thủy Nhạn Ngọc, thăm dò thân thể mềm mại của nàng. Đồ lưu manh, đừng như vậy, Thủy Nhạn Ngọc nỉ non, mắt quyến rũ như nước, hai tay chống đỡ ở trước ngực của Lăng Hàn, muốn cự còn nghênh. Đừng thế nào, Lăng Hàn hôn gáy ngọc của nàng, khẽ cắn vành tai, làm cho ngọc thể của nàng lập tức căng thẳng, thiếu dung hiện lên đỏ ửng mê người cái đồ lưu manh này, xem như là nắm lấy nhược điểm của mình. Thủy nhạn ngọc vùi đầu vào trong lồng ngực của Lăng Hàn, thở gấp nói. Bùi tể có khả năng còn ở trên đảo, Lăng Hàn gật đầu, khả năng này cũng không phải không có. Dù sao hòn đảo này lớn như vậy, mà người của bọn họ có hạn, căn bản tìm không hết. Có thể bùi tể đang đợi đám người Lăng Hàn rời đi, sau đó sẽ quay về xào huyệt. Hắn một bên suy nghĩ ngay, một bên không nhịn được nhào nặn, đã quen thuộc cảm giác này a. À. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi phiền muộn, người cái này là loại quen thuộc gì a, à? tại sao thời điểm nghĩ chuyện lại vào ngực của mình. Gia Hỏa khốn kiếp này, thời gian vào ngực của hắn gộp lại còn vượt qua bản thân nàng nhiều năm như vậy. Chúng ta không có thời gian kéo dài với lão Tặc kia, một cây đúc đốt, đốt trang viên là được. Lăng Hàn cuối cùng làm ra quyết định, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hải tặc, hiện tại có thuyền, tới lui tự nhiên. Ừm, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, trước bọn họ chém giết không ít hải tặc, nhưng chỉ có thể dùng để hoàn thành một lần nhiệm vụ nhưng nếu đã chạy ra nhiệm vụ này lại có thể lặp lại hoàn thành đương nhiên phải giết nhiều mấy cái bọn họ nói làm liền làm trở lại thiêu hủy thôn trang liền đến cạnh biển lên thuyền rời đi cái hố kia không biết dẫn tới nơi nào hơn nữa mỗi một quãng thời gian sẽ có ma khí tràn ra sau này nhất định phải trở lại nhìn xem đến cùng có món đồ gì lăng hàn nói thủy nhạn ngọc cũng rất tò mò nói không tới tinh thần cảnh không cách nào phi hành làm sao cũng phải đợi tới khi đó không biết cường giả tinh thần cảnh có thể phi hành ở trên vùng biển này không? Lăng Hàn nói, Thủy Nhạn Ngọc cũng không biết, bởi vì Thủy gia không có tinh thần cảnh, mà tinh thần cảnh của những thế lực khác. Ai có gan đi hỏi chứ? Thuyền rất nhỏ, căn bản không thích hợp đi ở trên thuyền, một cơn sóng đánh tới liền có thể có thể thân thuyền lay động. Nhưng đây không phải phổ thông thuyền, mà là tác phẩm của khôi lỗi sư, trên thuyền có rất nhiều trang bị, để thuyền nhỏ đi rất ổn ở trên biển, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hai người cũng rãnh rồi, Hưởng thụ thời gian tốt đẹp, ân ân ái ái, không khác phu thê chân chính bao nhiêu. Hậu Dương, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Bỗng nhiên một tiếng quát to truyền đến. Ha ha, cư nhạc Vân, ngươi cho rằng bản tọa sợ ngươi? Một thanh âm khác cũng vang lên, vậy ngươi trốn làm gì? Thanh âm đầu tiên nói, vậy liền chiến một trận, bản tọa cũng rất phiền, phía sau luôn có cái đuôi a. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trên bầu trời đang có hai người ngạo nhiên đối lập thân thể phi hành tinh thần cảnh không 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 phải nói chỉ ít là tinh thần cảnh ngươi nghe nói qua hai người này sao lang hàn hỏi thủy nhạn ngọc thủy nhạn ngọc trầm ngâm một hồi bỗng nhiên cả kinh nói cư nhạc vân chẳng lẽ là cường giả tinh thần cảnh của trụ thiên hoàng triều kia sao đó là một vị cường giả tán tu tuy đạt đến tinh thần cảnh nhưng không có thành lập thế lực của mình còn có hậu dương giống như là đại năng của bích lạc hoàng triều làm sao sẽ đối lập với cư nhạc vân ở đây. Quả nhiên, hai người kia đều chỉ là tinh thần cảnh, bằng không, nếu như hợp ninh tinh xuất hiện đại năng hằng hà cảnh, sáng thế cảnh liền không thể nào hiểu rõ. Lăng Hàn nói, nghe bọn họ đối thoại, thật giống như đã dây dưa một trận. Đạt đến cấp số như bọn họ, vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất bọn họ có cửu oán, thứ hai, vì tranh cướp bảo vật. Hai người nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể làm cho hai vị cường giả tinh thần cảnh tranh cướp, bảo vật kia tất nhiên là cực kỳ quý giá. Hừ, quy tắc thiên địa nơi này vô cùng hỗn loạn, ngược chọn địa phương quyết chiến rất tốt. Cư nhạc vân cười lạnh nói, hậu dương, nếu không muốn chết ở chỗ này, liền giao vật kia ra đây. Hậu dương cười ha ha nói, cư nhạc vân, ngươi dọa bản tọa sao? Ngươi và bản tọa cùng là tiểu cực vị đỉnh cao, sức chiến đấu có thể vượt qua nhị tinh, liều mạng tranh đấu, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ta chỉ biết, ngươi không giao vật kia ra, ta liền giết ngươi. Cư nhạc vân uy nghiêm đáng sợ nói, cần gì chứ, vật này căn bản không mở ra, vì một thứ không biết, liền muốn lấy tính mạng với nhau, lấy ngàn vạn năm tu hành làm tiền đặt cuộc sao. Hậu Dương khuyên nhủ, cư nhạc vân giận tím mặt nói, ngươi và ta cùng nhau phát hiện thứ kia, nói cùng nhau nghiên cứu, nhưng ngươi nhân lúc ta chưa sẵn sàng, cầm vật kia đào tẩu, nếu ta không giết ngươi, há nuốt được cơn giận này. Hậu Dương cười ha ha nói, bản tỏa cũng không nghĩ tới, ngươi lại ngây thơ như vậy chẳng trách người vẫn một người cô đơn toàn bộ tâm tư đều tiêu vào trên tu luyện quả thực ngu không thể nói chết cư nhạc vân giận dữ hung hãn ra tay ầm um, giữa bầu trời lập tức bùng lên ánh sáng đáng sợ từng đạo gợn sóng xuất hiện đại hải sinh triều cuốn lên đầu sóng cao mấy trăm trượng như một ngọn núi đấu đá lung tung mẹ kiếp diêm vương đánh nhau tiểu quỷ gặp xui xẻo a à. lang hàn nghe răng đây cũng quá xui xẻo đi hai đại cường giả tinh thần cảnh không đi chỗ khác đánh một mực tuyển ở trên bầu trời của bọn hắn, đây không phải để bọn họ gặp vạ lây sao. Nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có đối mặt. chương 1071, tai vạ tới. Lăng Hàn đứng ở đầu thuyền, đón gió phóng túng, cầm trường kiếm ở trong tay, chờ một đạo sóng lớn đập tới, hắn hét lớn một tiếng, chém ra một kiếm, nguyễn cưỡng chém ra một cái khe, để thuyền của bọn họ đi tới. soạt 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 hắn không ngừng vung kiếm, ngọn sóng thực sự quá dày, một kiếm chỉ có thể chém ra khe hở 10 trường. Nhất định phải không ngừng thúc kiếm mới được. Suốt cục, thuyền xuyên qua đạo sóng lớn này, Lăng Hàn cũng mệt đến tay không nhấc lên nổi. Nước biển này cực kỳ quỷ dị, một giọt liền nặng như núi cao, một đầu sóng như thế đánh tới, sẽ đáng sợ đến mức nào. Lại thêm hiện tại đầu sóng này là cường giả tinh thần cảnh nhấc lên, tự nhiên có một tiêu uy năng của tinh thần cảnh ở trong đó, Lăng Hàn có thể hóa giải đã đáng quý, không mệt thành chó mới là quái sự. ầm um, ầm um, ầm um, nhưng không đợi lăng hàn thở qua một hơi chỉ thấy trên biển một loạt đầu sóng liên tiếp dâng lên đánh lại bọn họ đếm một chút có ít nhất mấy trăm đảo. nghiện nó lăng hàn từ bỏ trực tiếp thu thuyền vào trong hắc tháp hắn và thủy nhạn ngọc xuống biển tránh a chờ hai người ở trên trời đánh xong bọn họ lại đi ra nhưng tinh thần cảnh chiến đấu hiếm thấy biết bao quan sát tất nhiên có trợ giúp vô cùng lớn bởi vậy lăng hàn cắn răng chống đỡ hắn không ngừng vung vạn pháp quy nhất chém cuộn sóng ra cũng còn tốt, tu vi của hắn bây giờ tiến nhanh, lực lượng cũng tiến nhanh, tuy uy lực của vạn pháp quy nhất giảm xuống không ít, nhưng tiêu hao lực lượng cũng giảm xuống rất nhiều, có thể tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là thể phách của hắn mạnh mẽ, thể lực kinh người, bằng không ở chỗ này, Sơn Hà Cảnh Phổ Thông đã sớm hai tay mất cảm giác, căn bản không nhấc lên nổi. Nhưng Lăng Hàn còn kiên trì, hơn nữa ở trong đối kháng dạng này, ý chí của hắn được rèn luyện đầy đủ, để chiến ý của hắn lên cao có một loại hào khí dù chiến một trận với tinh thần cảnh cũng có thể có điều hai đại cường giả ở giữa bầu trời cũng càng đánh hỏa khí càng lớn đều bắt đầu động thật từng mảng từng mảng mây đen cuốn lấy che đậy thái dương hỏa vân đầy trời giống như muốn thiêu dụi thương khung dù cho là đại hải cũng bị đun sôi tinh thần cảnh thực sự là quá mạnh mẽ lang hàn cảm thấy mình ở trước mặt lực lượng như vậy quả thực như run dế không ngay cả run dế cũng không bằng chỉ cần hai người kia có ai có sát ý với hắn vậy căn bản không cần ra tay một cái ánh mắt liền có thể giết hắn lực lượng đây mới thực sự là lực lượng lăng hàn ở trong lòng khát vọng chỉ cảm thấy cả người hưng phấn lên hắn căn bản không thấy rõ chiến đấu giữa bầu trời hai đại cường giả lên trời xuống đất sức chiến đấu cao tới cực điểm trời đang thiêu đốt đại hải sôi trào đây quả thực là địa ngục giữa trần gian may mắn chính là hai đại cường giả đánh đánh tầm đó đã lệch khỏi vị trí của bọn họ bằng không lấy cường độ chiến đấu hiện tại ngay cả dư âm cũng không phải lang hàn có thể hóa giải. ầm dưới mặt biển đột nhiên có một cột sáng phóng lên trời cực kỳ to bắn lên trời cao e là cách xa ngàn dặm cũng có thể thấy rõ. Cư Nhạc Vân một di tích bị chúng ta đánh ra không bằng người xuống tìm tòi bản tỏa không tranh với ngươi. Hậu Dương cười nói nói láo kia chỉ là phủ đệ của một nhật nguyệt cảnh có thể so với chiếc dương kia sao? Cư Nhạc Vân nổi giận nói ngược lại lại không mở ra một chút giá trị cũng không có. Vậy ngươi giữ lại làm gì, giao cho ta. Bản tọa yêu thích loại vật ly kỳ cổ quái này. Cút, hai người huyết chiến lần thứ hai, động tính càng to lớn hơn, dồn dập đẫm máu, nhất thời, máu của bọn họ tùy ý nhuộm đỏ trời cao, hóa thành mưa máu vô biên, tràn ngập sát cơ đáng sợ. Sinh linh trong biển đều gặp vận rủi lớn, bị mưa máu đập chúng liền trực tiếp bạo giết. Máu tươi của tinh thần cảnh A, một giọt đập tới giống như một ngôi sao va chạm, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn tự nhiên đã thu thủy nhạn ngọc vào hắc tháp, mình cũng né vào, nước chảy bèo trôi, bị máu tươi xung kích, cuốn vào hải lý, một hồi lại từ trong sóng giữ bay lên cao. Hắc tháp như giới tử, dù siêu trọng lực cũng không cách nào tác dụng lên, hoặc là nói, nó vạn pháp không dính, quy tắc của nơi này không có hiệu quả với nó chút nào. Veo, chỉ thấy một điểm sáng từ giữa bầu trời hạ xuống. Lăng hàn mắt sắc, lập tức phát hiện đó là một cái dương bạch ngọc, oành. Lọt vào hải lý, sau đó cấp tốc chìm xuống dưới là đồ vật mà hai cường giả tinh thần cạnh tranh cướp sao hắn không khỏi tim đập thình thịch hắn tự nhiên không thể từ trong tay của tinh thần cảnh vô lấy bảo vật nhưng hiện tại bảo vật này bị đánh bay liền cho hắn cơ hội chỉ là cách có chút xa không đợi lăng hàn ra hắc tháp liền thấy hai bóng người hầu như không phân trước sau từ giữa bầu trời rơi xuống chui vào trong nước nhanh chóng đuổi theo cái hòm ngọc kia bọn họ một bên đuổi một bên chiến đấu đều muốn vồ lấy trước nhưng nơi này trọng lực quá to lớn Ngọc Hòm trầm nhanh chóng, Lăng Hàn rất nhanh mất đi hình bóng của cái dương, mà hai đại cường giả cũng biến mất ở trước mặt hắn. Hắc tháp chìm nổi, không người nào có thể biết, trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, cuối cùng hạ quyết tâm, đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện, nhất thời, trọng lực đáng sợ kéo tới, lập tức dẫn dắt hắn chìm vào đáy biển. Cái này đúng như ý muốn của hắn, cái ngọc dương kia, nếu như có thể được, dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không được mà nói, Lăng Hàn cũng muốn thăm dò địa phương phát sinh quang trụ kia một chút. Sau khi nghe nói lai lịch của tinh thần hải, Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú, lấy vận khí của hắn, nói không chừng có thể tìm được bảo vật của ngoại vực, hoặc là truyền thừa gì đó. Trước hai đại cường giả cũng nói, Quang Trụ là một động phủ của cường giả nhật nguyệt cảnh tái hiện, mới sẽ sinh ra dị tượng như vậy. Bọn họ không có hứng thú, nhưng Lăng Hàn có A. À. Trước tìm Ngọc Dương, lại dò xét động phủ, 10 trượng, trăm trượng, mấy trăm trượng, Lăng Hàn không ngừng chìm vào đáy biển, theo hắn chìm càng ngày càng sâu, tia sáng bốn phía cũng càng ngày càng ảm đạm nhưng bất đồng hải vực khác là ở đây chỉ là tia sáng ảm đạm nhưng thủy chung có tia sáng tồn tại đây là bởi vì trọng lực nơi này quá lớn dẫn đến tia sáng chiết xạ ra biến hóa bất khả tư nghị từng tầng đi xuống không thể chiết xạ quay về mặt biển mà lang hàn cũng cảm thấy áp lực thủy áp thật đáng sợ chương 1072, vào đáy biển nơi này có quy tắc không rõ nếu múc nước biển lên mà nói người sẽ phát hiện nước biển này hoàn toàn không có gì kỳ lạ nhưng vừa tiến vào hải lý nước biển là một giọt như một ngọn núi lấy lực lượng của sơn hà cảnh mấy ngọn núi lớn đè xuống cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra nhưng nước biển này một giọt liền như sơn nhạc vậy thật là đáng sợ mấu chốt là càng chìm sâu thủy áp sẽ càng trầm trọng vậy căn bản không phải vấn đề núi cao mà chính là một ngôi sao võ giả lọt vào hải lý phải khởi động nguyên lực hộ thuẫn bằng không chỉ mấy phút sẽ bị nghiền thành máu bọt thảo nào không ai có thể ngừng lâu ở trong biển bởi vì nguyên lực luôn có lúc tiêu hao hết, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn nguyên bản còn muốn chìm tới đáy, vì mấy năm luôn có thể đi lên bờ, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là quá ngây thơ rồi. Dĩ nhiên, Lăng Hàn cũng không phải người bình thường. Thứ nhất, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, chỉ ít bây giờ còn có thể đối kháng, chỉ là đầu khớp xương đã phát sinh tiếng vang tạp tạp tạp, hiển nhiên thừa nhận áp lực rất lớn. Thứ hai, hắn còn có hắc tháp, nguyên lực tiêu hao hết cũng có thể trốn vào khôi phục đến chỗ sâu nghìn trượng, ở đây cuối cùng biến thành một mảnh hắc ám. Nghìn một, nghìn hai, nghìn ba, lang hàn còn đang chìm xuống. Này muốn để người khác biết, nhất định sẽ sợ hãi, bởi vì mọi người đến hải vực này cố nhiên là vì tìm kiếm bảo vật thất lạc dưới đáy biển, nhưng bình thường sẽ chỉ ở biển cạn, triển khai tìm tòi mà thôi. Lấy nghìn trượng làm hạn định, vượt qua chiều sâu này, liền xưng là thâm hải. Thâm hải quá nguy hiểm, chỉ thủy áp liền có thể để phần lớn sơn hà cảnh tan vỡ, Huống chi ở chỗ sâu như vậy, có yêu thú đáng sợ, động một cái là nhật nguyệt cảnh, rất dễ chết a Ở trong hoàn cảnh như vậy, võ giả còn có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Nghìn sáu, nghìn bảy, nghìn tám, làm lăng hàn hạ xuống đến hai nghìn trượng, bốn phía cư nhiên sáng lên, đó là cá trong hải lý, lân phiến trên người cư nhiên phát quang, một đám bơi cùng một chỗ, hình có thể chiếu sáng không gian vậy. Kỳ quái, hai nghìn năm, hai nghìn tám, đến nơi này, thần cốt của lăng hàn cũng không chịu nổi hắn phải vận chuyển nguyên lực chống lại áp lực, nhưng nguyên lực tiêu hao cực nhanh. Hắn lấy ra một khối chân nguyên thạch, vừa lấy ra vừa đối kháng. Ba ngàn trường, suốt cục, lăng hàn chìm đến đáy biển, thêm lục địa cũng không bằng, mà như vùng núi, tràn đầy phập phồng, mà rất nhiều thạch đầu còn phát quang, như những con cá kia vậy. Đây là một thế giới mỹ lệ, nếu không phải thủy áp quá lớn, lăng hàn thật muốn gọi thủy nhạn ngọc ra, đồng thời thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Đáng tiếc, thủy nhạn ngọc một không có thể phách như hắn, hai mới chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong, căn bản không có khả năng đối kháng áp lực đáng sợ như vậy, ra chính là bị nghiền thành máu bọt. Xa xa, có một tia sáng chói mắt, dù cho cách rất xa hắn cũng có thể thấy rõ. Là động phủ của nhật nguyệt cảnh, lăng hàn không do dự nhiều, bơi về phía quang trụ. Còn Ngọc Dương, chỉ có thể bằng vận khí, bởi vì hai vị cường giả tinh thần cảnh xuống trước hắn, lấy thực lực của bọn họ khẳng định đã tìm vài vòng, nên tìm được khẳng định đã tìm được. Bởi vậy, hắn chỉ có mặc cho số phận, Vạn Nhất Lão Thiên gia lọt mắt xanh, nói không chừng cái dương kia sẽ xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hắn khó khăn đi tới, ở đáy biển tốc độ của hắn hạ xuống đáy cốc, dáng dấp vụng về để người nhìn mà buồn cười. Cứ như vậy, hắn chậm rãi tiến lên, ở trên mặt biển chỉ cần gần 10 phút là có thể đi hết, hắn lại mất nửa ngày, tiền phương cuối cùng xuất hiện một mảnh phế tích, nhưng có một góc bạo phát ra tia sáng chói mắt. Đây là một sơn môn đi, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, này nguyên bản là một ngọn núi nhưng bây giờ hơn phân nửa đỉnh núi đã bị tước mất, mà có nhiều bộ phận hơn thì chìm ở đáy biển, bộ phận ngâm mình ở trong nước rất ít. Ở sườn núi, đứng thẳng một cây thạch trụ, to ít nhất 10 trượng, cao trăm trượng, chính là thạch trụ này phát sinh tia sáng chói mắt. Mà ở bên cạnh thạch trụ có một cửa động, bên trong có ánh sáng yếu ớt truyền ra, nhưng bởi vì thạch trụ thực quá chói mắt, so sánh với nhau, cái động tựu này có vẻ thập phần ảm đạm. Lang Hàn bơi đi, muốn đi vào sơn động tìm tòi, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó một đầu sóng đánh lại, tiền phương thình lình xuất hiện một con cá mập to lớn, trên người có từng vòng văn lộ kim sắc. Kim văn sa, tồn tại sơn hà cảnh đại viên mãn. Con kim văn sa này cũng phát hiện lăng hàn, miệng lộ ra vẻ trào phúng, đạt đến cao độ sơn hà cảnh, yêu thú tự nhiên cũng đã sớm khai hóa trí tuệ. Theo nó, lăng hàn tự nhiên là yếu đến không đáng giá nhắc tới. Nhưng nó cũng lay động đuôi, như mũi tên bơi lên, mở miệng cắn tới lăng hàn. Nó há miệng, ngậm miệng lại, nhưng lộ ra vẻ không hiểu bởi vì trong miệng nó không có cắn được vật gì nhân loại nhỏ bé kia đâu nó ở bốn phía dạo một vòng cuối cùng bỏ qua dự định tiếp tục tìm kiếm mà bơi về phía động khẩu kia nó cũng là bị đạo quang trụ này hấp dẫn tới chỉ là trước có hai cường giả tinh thần cảnh đối oanh dọa cho nó cúp đuôi nào dám chạy đến thẳng đến thật lâu không có phát hiện hai cổ khí tức cường đại kia lúc này mới lấy can đảm bơi tới sinh linh có ý nghĩ như nó rất nhiều chỉ thấy một con rùa một con cua một con hải mã, một con bạch tuộc xuất hiện. Thực lực đám yêu thú này hẳn là không sai biệt lắm, bởi vậy chúng nó không có khai chiến, mà rằng có một lúc, đều lấy thần thức giao lưu, lục tục tiến nhập trong động. Gì, sau khi tiến vào, đám yêu thú này đều phát sinh kinh hô, bởi vì trong động cư nhiên không có nước, mà là một không gian thập phần khô giáo. Này là động phủ của đại năng nhân tộc, rùa nói, không không không, đây là một sơn môn, nhưng phần lớn khu vực đều bị phá hủy, chỉ để lại một chỗ như thế. Hải mã nói, nhất định là trọng địa cất bảo, những yêu thú khác chăm miệng một lời. Bọn nó đều lấy thần thức truyền âm, bởi vậy nhảy qua ngôn ngữ cản trở, có thể tiến hành giao lưu trực tiếp. Bảo vật nhân tộc đối với chúng ta chưa hẳn hữu dụng. Con cua nói, hắn là quỷ diện giải, trên vỏ có một hoa văn như lệ quỷ, lúc này hóa thành nhân hình, nhưng một đôi kìm lớn vẫn vẫn duy trì như cũ. Với yêu thú mà nói, thân thể của bọn nó là thần binh lợi khí, này là thượng thiên ban ân cho bọn nó. Dĩ nhiên, bọn nó cũng không ngại nhiều thêm vài món thần binh cao cấp. chương 1073, ta nhận, hắc hắc, vậy ngươi có thể ly khai, ta không ngại dùng một chút bảo vật của nhân tộc. Đại tôm nói, hắn là hắc sáp tôm, thân thể đen kịt, giáp sắc cứng rắn không gì sánh được, có thể so với thần thiết cung cấp. Hắn cũng hóa làm nhân hình, khoác trên người một tầng giáp trụ dày, đúng là giáp xác của hắn biến thành. Nơi này là chỗ ở của nhân loại kiến tạo, không thích hợp hình thể khổng lồ của bọn họ, hơn nữa không phải hoàn cảnh nước, bởi vậy tự nhiên là hóa thành nhân hình thích hợp nhất. Quỷ diện giải hư lạnh một tiếng nói, bản tọa làm sao, không cần ngươi tới vung tay múa chân. Được rồi, được rồi, ở đây có khả năng cất giấu nguy cơ, chúng ta trước tìm được bảo vật, lại quyết định làm sao phân phối. Bạch tuộc nói, nàng là nữ tính duy nhất, tóc màu xám cho, sơ thành hơn 10 mái tóc. Nhưng nhìn kỹ, mỗi tóc căn bản là một cây dâu, nhẹ nhàng dương động. Hồi vân chương, tốt, trước tìm xem ở đây có bảo vật gì chúng hải yêu tạo thành nhận thức chung, đi tìm bảo vật. Thời gian quá lâu, rất nhiều vật đều hóa thành cho. Ghê tởm, này là tinh túc huyễn linh thảo, thần dược cấp 5A, chỉ cần số lượng đủ, ta có thể đột phá nhật nguyệt cảnh. Này là kỳ quang thạch, có thể rèn luyện thần cốt, đáng tiếc đã hóa thành cho, bằng không có thể để thăng lực phòng ngự của ta lên một cảnh giới. Thiên, này là tứ hoàng đan, đám hải yêu không ngừng phát sinh kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, khiếp sợ nơi này nhiều bảo vật chân quý, nhưng đau lòng không gì sánh được, bởi vì toàn bộ hóa thành cho tàn không có thể bảo tồn hoàn chỉnh tàng bảo thất này bị phân chia thành rất nhiều phòng nhỏ bọn họ tìm tòi từng gian đi tới một gian cuối cùng mà ở đây chỉ có một tảng đá bình thường không gì lạ phản ứng đầu tiên của đám hải yêu là quá bình thường không có một chút xíu quang trạch thuộc về vứt trên mặt đất cũng không có người liếc mắt nhìn nhưng vấn đề là có thể bỏ vào tàng bảo thất sẽ là vật phàm sao không có đối lập liền không biết bảo vật trong những phòng khác đều là cấp bậc nhật nguyệt cảnh hết lần này tới lần khác ở trong này lại là một tảng đá thoạt nhìn rất bình thường, người có thể không khả nghi sao. Này đến tột cùng là vật gì? Đám hải yêu đều hiếu kỳ, trước nghiên cứu một chút, trước khi không biết công dụng, không cần thiết phung tay đi. Quỷ diện giải nói, có thể, lũ yêu đều bu lại, bởi vì đã tạo thành chung nhận thức, tự nhiên ai cũng không dám xuất thủ, bằng không sẽ thành cái đích cho mọi người công kích. Nhưng tảng đá này thật rất bình thường, hơn nữa không có quy luật, như là từ một tảng đá lớn gõ xuống gõ vài cái sờ vài cái cũng không phản ứng chút nào bọn họ đánh ra công kích nhưng mỗi người biến sắc bởi vì công kích của bọn họ đánh tới giống như đánh vào trong không khí hiệu quả gì cũng không có động một chút cũng không tuy không biết hòn đá này còn có tác dụng gì nhưng chỉ là hiệu quả hấp thu công kích liền quá dọa người hồi vân trương khiếp sợ nói tảng đá này cũng không phải là cứng rắn đơn giản như vậy mà có thể hấp thu công kích đây mới là địa phương kinh khủng nhất chúng hải yêu đều lộ ra vẻ tham lam, dù cho khối đá này không có công dụng khác, nhưng chỉ là hiệu quả hấp thu công kích cũng rất nghịch thiên. Xoát, trong nháy mắt, vài cánh tay đồng thời bắt tới tảng đá, hiện tại biết tảng đá có hiệu quả hấp thu công kích, vậy dĩ nhiên người người đều muốn lấy, đến lúc đó có tảng đá bảo hộ, phòng ngự của mình có thể tăng lên gấp mấy lần. Đều cút cho ta, là của ta, đám hải yêu đều quát, tiếp đó vung tay, này tự nhiên là một hồi hỗn chiến. Mục tiêu của mỗi một hải yêu đều là cướp giật tảng đá, căn bản không có ý giết địch. Nhưng chỉ cần ai có cơ hội cướp được tảng đá, sẽ lập tức lọt vào vây công. Bởi vậy, dù có hải yêu cường đại hơn một ít, cũng không thể ở trường hợp hỗn loạn như thế chiếm được tiên cơ. Thình thịch, nhưng vào lúc này, thân thể của Kim Văn Sa đột nhiên nổ tung. Cái này dọa đám hải yêu khác hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, ai cũng không có hạ sát chiêu với hắn A, làm sao đột nhiên liền treo. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, đã bắt tới tảng đá kia. Chính là Lăng Hàn, trước hắn căn bản không có ham chiến, trực tiếp tiến nhập hắc tháp, lại bị Kim Văn Sa nuốt xuống. Mà vừa nãy hắn từ trong hắc tháp xuất hiện, bạo phát toàn lực, nhất thời đánh bể Kim Văn Sa. Cho dù yêu thú thì như thế nào, cơ quan nội tạng vẫn mềm mại không gì sánh được. Nhân tộc, ghê tởm, hải yêu khác đều kinh sợ, tùy bọn họ phân chúc chủng tộc bất đồng, lẫn nhau trong lúc đó tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, phần lớn thời gian còn có thể công kích lẫn nhau nhưng đều là hải yêu lúc gặp phải kẻ thù bên ngoài dĩ nhiên sẽ cùng chung mối thù huống chi lăng hàn còn muốn cướp ra tảng đá bọn họ nhất tề xuất thủ dâu bạch tuộc tôm giải quy chảo đều phách về phía lăng hàn bất quá là trung cực vị tiền kỳ mà thôi căn bản bé nhỏ không đáng kể trước tuy không biết hắn dùng biện pháp gì giết kim văn Sa, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai thình thịch công kích của bọn họ đều đánh tới trên lưng lăng hàn năm đạo công kích nhất tề oanh đến mỗi người đều là sơn hà cảnh đại viên mãn, tin tưởng bất luận trung cực vị nào cũng phải bị đánh bể. Bất quá tuy Lăng Hàn phun một ngụm máu tươi, nhưng vừa vận thân hình cũng ra tốc tiến tới, chộp tảng đá ở trong tay. Cái gì, Nam Hải yêu đều khiếp sợ, điều này sao có thể? Chỉ là một trung cực vị mà thôi, đừng nói bọn họ liên thủ oanh kích, dù chỉ một người cũng đủ để đánh bể nhân tộc này, sao chỉ làm cho đối phương phun máu. Đều nói yêu thú thể phách mạnh mẽ, nhưng bây giờ nhìn lại, nhân tộc này càng giống yêu thú hơn a à. lang hàn rơi xuống đất lảo đảo một cái mới đứng vững chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng hừng hực tuy hắn có thể phách thần thiết cấp 3, nhưng đồng thời bị năm cường giả đại viên mãn oanh kích vẫn để cho hắn khó chịu không gì sánh được nhịn không được lại phun ra một búng máu tiếp đó lại phun hai ngụm. lúc này mới cảm giác đỡ một chút thật con mẹ nó đau lang hàn thầm nói bất quá tảng đá này rốt cục thành của hắn thì dù là tinh thần cảnh đến hắn cũng không lo lắng sẽ bị đối phương cướp đi không có ý tứ, thứ này ta nhận, buông tảng đá, có thể lưu ngươi một mạng. Hồi vân trương lạnh lùng nói, dâu trên đầu nàng nhẹ nhàng bay lên, nguyên bản chỉ dài một thước, hiện tại đã lan tràn đến cả trường, như từng con linh xà. chương 1074, bùi tể xui xẻo. Quỷ diện giải, hắc sáp tôm, đại ô quy, hải mã cũng nhìn chằm chằm lăng hàn, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Tuy thể phách của nhân tộc này hết sức kinh người, nhưng không phải không thể đột phá, bằng không mới vừa rồi bị bọn họ oanh kích cũng sẽ không liên tục hộp máu. Dù tảng đá kia có đặc hiệu hấp thu công kích, nhưng chỉ lớn bằng bàn tay, tối đa chỉ có thể bảo vệ một chỗ yếu hại. Năm người bọn họ đều ở chiến lược chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dưới sự liên thủ, vẫn có thể dễ dàng chém giết nhân tộc này. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, trước sau chiêu đi, hắn chủ động tuôn ra, trường kiếm công đến. Ghê tởm, năm yêu thú đều giận tím mặt, đánh tới Lăng Hàn. Mục tiêu của Lăng Hàn là chắc ký tính năng của tảng đá, dù sao trước hắn núp ở trong hắc tháp, chỉ chiếm được một tin tức mơ hồ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, công kích đánh tới, Lăng Hàn cầm tảng đá trái ngăn phải cản, nhất thời hấp thu tất cả công kích, như cá kình hấp nước, vô thanh vô tức, an tĩnh đến đáng sợ. Hắn không khỏi kinh ngạc, thể phách của mình rất mạnh mẽ, nhưng lúc ăn công kích vượt qua cực hạn, hắn vẫn sẽ bị đẩy lui thậm chí đánh bay, nhưng cái này, ngay cả công kích của đại viên mãn đỉnh phong cũng có thể dễ dàng hóa giải thật bất khả tư nghị. Chỉ là tuy hiệu quả của tảng đá này nghịch thiên, nhưng ở dưới năm đại cao thủ vây công, Lăng Hàn cũng không có khả năng bảo hộ mình chu đáo, vẫn bị đánh chúng không ít chiêu, đánh cho hắn lần thứ hai liên tục thổ huyết. Mục đích của hắn là chắc thí tảng đá, đã biết hiệu quả, hắn tự nhiên không có ý tứ chiến đấu nữa. Ừ, Lăng Hàn vừa muốn tiến vào hắc tháp, lại thấy có người tiến nhập tàng bảo thất. Đầu tiên đập vào mi mắt là chân như rể cây, có vô số đoạn kim trúc cấu thành, tiếp đó mới là một lão giả, nửa người dưới không có, tiếp ở trên các đoạn kim trúc. Bùi tể, hiển nhiên, hắn cũng phát hiện nơi này có quang trụ sung thiên, cho rằng có bí bảo xuất thế, nên cấp tốc chạy tới. Bùi lão ca, thật tốt quá, mau giúp ta ngăn trở những người này. Lăng Hàn lớn tiếng nói, Lăng Hàn, bùi tể không khỏi cả kinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn. Tiểu tử này là tai tinh của mình sao, sao đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp phải hắn. Lăng Hàn phi thân nhào tới, nhưng trong nháy mắt đến gần, hắn hưu một cái. Tiến nhập hắc tháp, nhất thời, ánh mắt của đám người hôi vân trương, quỷ diện giải đồng thời nhìn chăm chú lên trên người bùi tể. Tiểu tử kia đâu, bọn họ lạnh giọng hỏi, nếu như vận dụng tảng đá thỏa đáng, phát huy được giá trị sẽ kinh người không gì sánh được. Bùi tể mặc danh kỳ diệu, hắn vốn tưởng rằng lăng hàn xương hắn lão ca là đang nhạo báng hắn, nhưng thấy ánh mắt năm người này bất thiện liền biết, mình bị lang hàn gài bẫy. Đây là bị rời hỏa A, ghê tẩm A, đến tột cùng tiểu tử kia đã làm ra sự tình người người oán trách gì, cư nhiên hại đến trên đầu của mình a. À. Ha ha, không dối gạt các vị, lão phu cùng ác tử kia không chỉ không phải là bằng hữu, hơn nữa còn là cừu nhân, lão phu cũng muốn giết hắn cho hả giận. Bùi Tể lui về phía sau vài bước, không dám có chút sơ sẩy. Trong lòng hắn càng khó chịu, nếu không phải hai khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh của mình bị Lăng Hàn Thu, năm xúc sinh này hắn dễ dàng là có thể trấn áp, làm sao phải khép nép như vậy chứ. Hừ, nhân loại nói là không thể tin quỷ diện giải lãnh đạm nói không sai tuy lão nhân này tàn phế huyết khí không tràn đầy thế nào nhưng dù sao cũng là tồn tại đại viên mãn ăn tinh huyết của hắn vẫn có chút bổ ích hồi vân trương vươn đầu lưỡi liếm môi một vòng bùi tề kinh hãi vội vã thể hiện ra tư thái cường ngạnh nói các vị lão phu cũng không phải dễ trêu nếu các người muốn giết lão phu mà nói ít nhất phải có một cái chôn cùng với lão phu phải không năm con yêu thú đồng thời xuất thủ công tới bùi tể. Thình thịch, vừa ra tay, bùi tể liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị năm yêu thú đánh cho bay lên. Chiến lực của hắn chỉ bất quá tương xứng cảnh giới, thậm chí còn yếu một đoạn, nhưng yêu thú phần lớn đều có thể đạt đến chiến lực tiêu chuẩn, thậm chí bởi vì thân thể mạnh mẽ, rất nhiều đều sẽ vượt qua một tinh chiến lực. Bởi vậy, lấy ít địch nhiều, ở trên chiến lực càng bị nghiền ép, bùi tể dĩ nhiên thê thảm. Phốc, hắn cuồng phun tiên huyết, làm một khôi lỗi sư, chiến lực bản thân hắn chính là phế vật nhưng hai khôi lỗi cường đại nhất đã bị lăng hàn lấy đi chỉ có mấy con khôi lỗi hộ tống hắn đào tẩu nhưng đều là tiểu cực vị khôi lỗi như vậy căn bản không có khả năng xuống thâm hải đã sớm bị áp lực chấn nát hơn nữa lại không thể thu vào không gian linh khí hiện tại hắn thực sự là một người cô đơn tình thế đối với hắn quả thực bất lợi tới cực điểm chỉ là nhân tộc bất quá là nhân tộc năm yêu thú đều cười lạnh bùi tể không đỡ nỗi một đòn rốt cục để cho lòng tự tin của bọn họ khôi phục như tiểu tử kia dù sao cũng chỉ số ít, nhân tộc còn là rất bình thường. Bùi tể hết sức buồn bực, hắn chạy tới bảo vật gì cũng không nhìn thấy, lại bị năm cường giả vây công, quả thực là mặt danh kỳ diệu. Tiểu tử ghê tởm kia, đều là hắn làm hại, hắn làm hại, bách hoa loạn vũ, bùi tể đánh ra một đại chiêu, vô số kim trúc như một đóa hoa tươi nữa rộ, uy lực cực kỳ kinh người. Hắn nào có tâm tình ham chiến, dự định phát sinh một đại chiêu, mở một đường máu. Cái gì bảo vật, hắn từ bỏ. Hừ, rùa đen cản ra, thân hình hắn lay động, nhất thời trở nên lớn vài lần, lấy lưng cứng rắn ngăn cản một kích này. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, công kích dày đặc hạ xuống, nhưng chỉ đánh ra hỏa tinh trói mắt, căn bản không thể đột phá phòng ngự của hắn. Quy, yêu thú phòng ngự mạnh nhất, gần như không có một trong. Bùi tể thiếu chút nữa thổ huyết, hắn phát đại chiêu, nhưng đối phương chỉ cần một cường giả liền cản lại. Chết, bốn người quỷ diện giải lập tức xuất thủ, xoát vô số xúc tu, giải kiềm, tôm giáp. Do xét đến, thần mang diệu động, a à, bùi tể kêu thảm thiết, tuy hắn toàn lực phòng ngự, nhưng không chịu nổi đối thủ quá mạnh mẽ, một cánh tay bị cắt xuống, ngực cũng nhiều mười mấy lỗ máu, may là tránh khỏi yếu hại, bằng không một kích chỉ biết ngùm. Năm đại yêu thú không chút lưu tình, lại oanh qua một kích, muốn lấy mạng của bùi tể. Không có ý tứ, người này tội ác tài trời, ta muốn tự tay giết. Lăng Hàn xuất hiện, đã phát động tiến thức trung cực, chương 1075, Thái Sơ Thạch. Năm đại yêu đều lông tơ dựng thẳng, nếu như bọn họ tới, một mũi tên này cho bọn hắn uy hiếp to lớn, nếu không toàn lực ngăn cản mà nói, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí miểu sát. Còn không chờ bọn hắn chuyển qua ý niệm thứ hai, hưu, mũi tên đã bắn ra. Không, bùi tể chỉ kịp mở mắt, ngực đã trúng một mũi tên, đuôi tên lóe lên liền biến mất, trực tiếp từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Nếu như bùi tể còn ở thời kỳ toàn thịnh, vậy cho dù tránh không khỏi mũi tên này, chỉ ít cũng có thể tránh ra yếu hại. Nhưng hắn bị năm đại yêu quần ẩu, đã bị thương nặng, chiến lực đi ngã xuống, làm sao tránh được mũi tên này. Hắn có chút mờ miệt nhìn ngực, tiếp đó chỉ lăng hàn nói. Thằng nhóc, lão phu nhất định phải đem người bầm thây vạn. Ba, chữ đoạn còn không có ra miệng, ngực của hắn nổ tung, chữ cuối cùng cũng vĩnh viễn không có khả năng nói ra. Vẻ mặt của hắn không cam lòng, ầm ầm ngã trên mặt đất, tiên huyết chảy đầy đất. Tàng bào thất này hiển nhiên cực kỳ kiên cố, trước chiến đấu không có thể phá hư mảy may, hiện tại tiên huyết của Sơn Hà cảnh tự nhiên cũng không thể phá hư. Vạn ảnh phân thân thuật, Lăng Hàn nói bá láp, hưu, tiến nhập hắc tháp. Ghê tởm, tứ đại yêu thú đều giận dữ, trước bị Lăng Hàn bày một đạo, hiện tại lại để cho hắn không giải thích được chạy mất, để bọn họ đều không nhịn được. Này là thân pháp gì, tại sao quỷ dị như vậy? Chúng ta thật bị lừa, lão gia hỏa kia và hắn không phải người một nhà, mà là cừu nhân ghê tởm a chúng ta bị coi là thương bằng không không có chúng ta xuất thủ tiểu cầu kia tuyệt giết không được lão cầu bị hãm hại thảm năm yêu thú đều giận không kiềm được nhưng bây giờ lăng hàn tiêu thất không còn thấy bóng dáng tâm hơi bọn họ cũng chỉ có thể không biết làm sao sau khi sinh khí bọn họ đều tự ly khai ở đây dị tượng kinh người nói không chừng sẽ hấp dẫn yêu thú càng cường đại hơn lại đây đến lúc đó bọn họ có khả năng bị nuốt trứng lăng hàn cũng ra hắc tháp ly khai tàng bảo thất tiếp đó gặp sao hay vậy hắn lần thứ hai tiến nhập hắc tháp, nghiên cứu tảng đá thần bí kia. Tiểu tháp, người biết đây là vật gì không? Tiểu tháp hiện lên, nó nhẹ nhàng lay động nói. Này là thái sơ thạch, lăng hàn hỏi cũng chỉ là ôm tâm tính thử một chút, không nghĩ tới tiểu tháp thật biết được, để hắn sửng sốt một chút, mới nói. Nói cụ thể một chút, tiểu tháp hừ một tiếng, mới nói. Ở lúc thiên địa sơ khai, này là nhóm thạch đầu xưa nhất, là hỗn độn nguyên thạch diễn hóa. Lăng Hàn biết hỗn độn nguyên thạch, trước đây còn ở hàng thiên đại lục lấy một khối lớn tu la ma đế đối với nó nhớ mãi không quên còn bị hắn bẫy một cái vậy không phải được bảo vật sao hắn có chút hưng phấn nói không có ý tứ trừ xưa một ít kiên cố một ít thái sơ thạch không có dị năng gì nó chỉ là dùng để ghi chép tư liệu lịch sử tiểu tháp lập tức đả kích nói a à, lang hàn nhất thời thất vọng hắn liều mạng bị người hành hung mới cướp về lại còn không gọi được bảo vật chờ một chút lang hàn lập tức nói không hợp a tảng đá kia chưa lực bất xâm có thể hấp thu tất cả lực lượng sao có thể khắc chữ chứ ha hả nếu chưa lực bất xâm thì tại sao sẽ bị đánh nát tiểu tháp hỏi ngược lại này lăng hàn gật đầu nói coi như là thái sơ thạch nó có thể hấp thu công kích cũng có hạn mức cao nhất khi lực lượng vượt lên tầng thứ này coi như là thái sơ thạch cũng chỉ có nghiền nát trẻ nhỏ dễ dậy tiểu tháp cậy già lên mặt bất quá hắc tháp cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm thậm chí là lấy ước năm trăm ước năm tính, cậy già lên mặt cũng không có gì. Tuy thái sơ thạch không phải bảo vật gì, nhưng bởi vì lịch sử sâu xa, nên được rất nhiều người lấy làm phong bi, ca tụng công đức của tổ tông, coi như là hiếm thấy a. À. Tiểu tháp lại nói, lang hàn thở dài nói, ta tuy cảm giác mình rất hài lòng, nhưng còn không có cuồng đến nông nỗi lập bia cho mình, đồ chơi này, coi là tấm thuẫn dùng đi. Được rồi, cần lực lượng gì mới có thể đánh hư nó? Lực lượng sáng thế có thể đánh vỡ nó? Tiểu tháp hồi đáp, Lăng Hàn chừng mắt nói, vậy chẳng phải là muốn sáng thế cảnh. Tiểu tháp không trả lời, tựa hồ nghĩ vấn đề này rất ngu ngốc, nó hoàn toàn lười trả lời. Như vậy làm tấm chắn thật đúng là dùng tốt, đáng tiếc quá nhỏ. Lăng Hàn có chút thỏa mãn, bởi vì tác dụng của tảng đá này là hoàn toàn hấp thu công kích, dùng được tốt, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Nhưng bởi vì quá nhỏ, nếu gặp phải yêu thú cường đại trực tiếp dùng thân thể đụng tới cũng không tốt, hoàn toàn hộ không được gặp phải cường giả đánh ra một quyền, thậm chí hóa thành một ngôi sao, đó cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Sẽ dùng như thế nào? Lăng Hàn ra hắc tháp, nhất thời, thủy áp đáng sợ kéo tới, hắn thử tế xuất thái sơ thạch, này thật hữu hiệu, để ở nơi đâu, áp lực chỗ đó liền hoàn toàn tiêu thất, đáng tiếc, chỉ có thể che chở địa phương lớn chừng bàn tay. Lăng Hàn coi nó trở thành miếng hộ tâm, trái tim, đầu và đan điền, này là ba chỗ yếu hại lớn nhất của võ giả, hai cái trước có thể chí mạng, mà đan điền là lực lượng chi nguyên bị phế bỏ mà nói, vậy thì đồng nghĩa với một phế nhân. Hắn bắt đầu bơi lên, bởi vì có trọng lực cường đại, để sức nổi hầu như hoàn toàn tiêu thất, tốc độ di động của hắn rất chậm. Oanh, nước gợn dũng động, phía trước đột nhiên xuất hiện một yêu thú to lớn, đó là một cự ngạc có sáu chân, dài hơn 300 trượng, cả người che lân phiến lớn như nắp giếng, chỉ cái đuôi thì đã dài hơn trăm trượng. lang Hàn có thể thấy nó, đó là bởi vì hai con mắt của nó như hỏa cầu phát ra quang mang, đồng thời, Hắn cũng cảm thấy một lực áp bách không thể nói rõ. Nhật Nguyệt Cảnh, cự ngạc cũng phát hiện hắn, lập tức vẫy đuôi, thân hình ra tốc lao ra, mở miệng rộng cắn tới hắn. Lăng Hàn không có chút ý niệm may mắn nào trong đầu, trực tiếp trốn vào hắc tháp, miệng to cắn xuống, căn bản không phải Thái Sơ Thạch có khả năng chống đối, có khả năng trái tim còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, bộ phận khác của thân thể đều sẽ biến thành thịt vụn. Tạp băng một tiếng, cự ngạc khép miệng lại, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ mờ mịt bởi vì nó căn bản không có cắn được bất kỳ vật gì. chương 1076, Ngọc Dương hiện. Hô, nước biển dũng động, lần này hắc tháp không có bị cử ngạc nuốt vào trong miệng, bởi vì hàm răng của nó có khẽ hở thật lớn, hắc tháp sớm theo dòng nước đồng thời trào ra, trong nháy mắt bị dòng nước mạnh mẽ đẩy ra mấy trăm trượng. Nhật Nguyệt cảnh thực sự là quá cường đại, Lăng Hàn ở trong hắc tháp cảm thán nói, gặp phải Sơn Hà cảnh đại viên mãn, hắn không địch lại cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một lần, tỉ như trước hắn bị năm yêu thú Sơn Hà Cảnh đại viên mãn vây công, cũng chỉ là phun vài ngụm máu mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, nếu như bị cự ngạc này cắn một cái mà nói, trong nháy mắt hắn sẽ bị nghiền thành bọt máu. Lực lượng tranh lệch thực sự là quá lớn, cự ngạc có động tác cao mày rõ ràng, đến trình tự như nó, trí tuệ hoàn toàn khai hóa, không khác biệt nhân tộc, chỉ là ở trong biển sâu nó không muốn hóa thành hình người, bằng không người bình thường thật đúng là nhìn không ra khác nhau. Một sơn hà cảnh nho nhỏ, cư nhiên có thể tránh thoát nó. Cổ quái, cự ngạc bơi ở phụ cận một lúc, cuối cùng lắc lắc cái đuôi, ám sóng dũng động, nó bỏ đi. Lăng hàn ra hắc tháp, đang định bơi lên, nhưng bỗng nhiên mọc lên báo động, lập tức lại tiến nhập trong hắc tháp. Oanh, cự ngạc kia cư nhiên vô thanh vô tức giết lại, công kích về phía hắn. Thật là âm hiểm, thật là giảo hoạt, lăng hàn lắc đầu, nhìn vạn lần không thể bởi vì nó là một con cá xấu mà coi thường nó. Có thể tu luyện tới nhật nguyệt cảnh, con cá sấu này lại sống bao nhiêu vạn năm. Yêu thú phá hư cảnh hoàn toàn khai hóa trí tuệ, mà từ đây bắt đầu, nó lại trải qua nhiều năm như vậy, trí tuệ tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhân tộc chút nào. Coi thường nó, hoàn toàn là đang tìm chết, hô, nhưng bị cự ngạc táp như thế, đưa tới nước biển kịch liệt dũng động, hắc tháp sẽ không bị trọng lực đặc thù ở đây ảnh hưởng, cũng thuận theo tự nhiên, ở dưới tác dụng của dòng nước chuyển lên. Lực lượng của nhật nguyệt cảnh cường đại cờ nào, lại là cự ngạc trăm phương ngàn kế ám toán, kéo lên lực lượng thực sự quá cường đại, thôi động hắc tháp hướng về xa xa, thời gian mấy hơi liền phiêu ra chừng hơn 10 dặm. Lăng Hàn đợi một hồi, thấy gió êm sóng lặng, lúc này mới ra hắc tháp. Hắn vừa di động không có bao lâu, cảm giác đáng sợ lần thứ hai kéo tới, hắn vội trốn vào trong hắc tháp, oanh, quả nhiên, cự ngạc kia xuất hiện lần nữa. Dựa vào, tại sao xúc sinh kia cắn chết hắn không tha chứ? Lăng Hàn không nói gì, cự ngạc này phát hiện hắn biến mất quá không bình thường, ý thức được trên người hắn có bảo vật sao. Người muốn chơi, vậy chơi đi, ta đi thân thiết với thê tử, người chậm rãi chờ a. À. Hắn định đi tìm thủy nhạn ngọc, đùa vư vật này mặt đỏ tới mang tai, mắng hắn lưu manh, rồi lại thích thú, muốn cự còn nghênh, mắt phượng như xuân thủy, tản mát ra phong tình quyến rũ, để lang hàn ngón trỏ đại động. Lúc này, hắn cũng không có để ý tới cửa ngạc bên ngoài, cũng không có chú ý tới, hắc tháp ở dưới tác dụng của dòng nước, cư nhiên bị cuốn vào một eo biển eo biển này thâm bất khả chắc, phía dưới là một mảnh vô cùng hắc ám. Cự ngạc từng bơi đến nơi đây, nhưng lập tức vẫy đuôi, sợ đến quay đầu bỏ chạy. Nếu như Lăng Hàn lưu ý đến chi tiết này mà nói, hắn sẽ lập tức từ trong hắc tháp xuất hiện, làm sao cũng sẽ không mặc hắc tháp rơi xuống, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không biết, mặc dòng nước dũng động, mang hắn vào vực sâu vô tận. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc khừ khừ a a, mặc thời gian trôi qua, để cự ngạc kia chờ đến không nhịn được mà tự động rời đi. Hưu, hắn ly khai hắc tháp, dựa vào, hắn chỉ cảm thấy đầu khớp xương cả người bị chen bể, lập tức phát sinh tiếng nổ vang tạp tạp tạp. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn không giải thích được, thủy áp nơi này thập phần cường đại, điểm ấy hắn đã sớm biết, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ thái quá như thế, dù cho hắn vận chuyển nguyên lực cũng vô dụng, trong nháy mắt thì có hơn 10 cái xương bị chen đoạn, thậm chí hóa thành tí toái. Nhịn không được, hắn lập tức tiến nhập trong hắc tháp, tiếp đó vận chuyển bất diệt thiên kinh, đầu khớp xương bắt đầu khép lại, không sai biệt lắm một nén hương thời gian sau, hắn hoàn toàn khôi phục. Sao áp lực thoáng cái thay đổi lớn như thế? Lăng Hàn ở trong hắc tháp quan sát, nhưng ở đây hắc ám, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn bất đồng trước kia. Phía trước có quang mang hơi yếu chấp động, hóa không biết bị cự ngạc đẩy tới nơi nào a. À. Lăng Hàn không nói gì, trước chỉ lo âu yếm với Thủy Nhạn Ngọc, hoàn toàn không có chú ý hoàn cảnh biến hóa, cư nhiên bị dẫn tới chỗ nguy hiểm như vậy. Thủy áp đáng sợ như vậy, sợ rằng chỉ cần một cái hô hấp thời gian, xương toàn thân ta sẽ bị chen bể, ta làm sao di động đến trên mặt biển chứ? Đây chẳng phải nói, ta phải vĩnh viễn khốn ở địa phương này sao? Chờ một chút, phía trước có vật gì đó phát quang, có thể mang đến chuyển cơ hay không? Đến lúc này, Lăng Hàn cũng chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, từ trong hắc tháp đi ra, dương động một trường, kéo dòng nước lên liền vội vã trốn vào hắc tháp, để hắc tháp tự mình lơ lửng đi tới. Này tự nhiên rất chậm, hơn nữa dòng nước không nghe sai sử thường thường bay sai phương hướng bởi vậy tốc độ tiếp cận quang điểm rất chậm bất quá dù chậm như thế nào đi nữa cũng đang đến gần gần nửa ngày sau lang hàn rốt cục thấy rõ điểm phát quang là một cái dương bằng ngọc đang tản ra quang mang nhũ bạch sắc là cái dương kia lang hàn liếc mắt liền nhận ra được chính là bảo dương mà cư nhạc vân cùng hậu dương tranh đoạt không nghĩ tới bọn họ ai cũng không có đắc thủ cái dương kia cư nhiên rơi đến nơi này ta đây coi như là vận khí hay bất hạnh nga. À? Lăng Hàn vào đầu, nói hắn vận khí thì làm sao sẽ lọt vào trong khốn cảnh như vậy, tựa hồ cũng thành tuyệt cảnh. Nhưng nói hắn bất hạnh thì bảo vật mà hai cường giả tinh thần cạnh tranh đoạt cư nhiên ở trước mặt hắn. Không quản may mắn hay bất hạnh, trước lấy tới tay lại nói, không phải là bất hạnh tuyệt đối. Lăng Hàn liều mạng trôi về cái dương kia, hắn chậm rãi tiếp cận, sốt cục chỉ kém khoảng cách đưa tay, Lăng Hàn lắc mình ly khai hắc tháp, lấy tay bắt được cái dương, lui về trong hắc tháp nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo khí thể màu đen lan tràn ra, trước nó giấu ở dưới Ngọc Dương, hiện tại như bạch tuộc, bọc về phía Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lăng Hàn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ cảm thấy nếu như bị đồ chơi này quấn chúng mà nói, vậy tuyệt đối còn nguy hiểm hơn bị cường giả nhật nguyệt cảnh phách chúng. chương 1077, Ma Chủ Tinh Nguyên Hắn vội trốn vào hắc tháp, mà khí thức màu đen cư nhiên như ảnh tùy hình, đính vào trên ngọc dương thật chặt, xoát cũng đồng thời tiến nhập hắc tháp. Hơn nữa, tốc độ lan tràn của khí thể hắc sắc quá nhanh, đã quấn ở trên tay Lăng Hàn. Một ý niệm hỗn loạn không gì sánh được đánh thẳng vào trong đầu Lăng Hàn, để hắn mất đi lý trí, như muốn phát cuồng. Tán, tiểu tháp xuất hiện, nhìn hắn khẽ quát một tiếng. Khí thể màu đen như vũ khí bị thổi tan, nhất thời hóa thành nghìn vạn tia nhỏ, nhưng nó cũng rất ngoan cường, một tia hắc khí thủy trung đính vào trên tay Lăng Hàn, chui vào trong cơ thể hắn. Càng ngày càng nhiều, toàn bộ hắc vụ đều đảo rúc, vào tới trong cơ thể Lăng Hàn. Oanh, trong đầu Lăng Hàn dâng lên một tràng cảnh chiến đấu, hai đại cường giả đang ở trong tinh không chiến đấu, một kích đánh ra, thậm chí để tinh thần ở xa xa bạo toái, để Thái Dương vĩnh viễn mất đi quang huy. Hắn hoảng sợ, này là cấp bậc cường giả gì? Sáng thế cảnh sao? Song phương chiến đấu, một bên là lão giả có làn da kim sắc, hắn rất béo, vẻ mặt luôn tươi cười, còn có một cái bụng tròn vo, vành tai vô cùng lớn, đụng tới trên vai, mà trên đầu thì không có tóc. Điều này làm cho Lăng Hàn nhớ lại một gã hải tặc trước gặp phải, rõ ràng là sát nhân cuồng ma, nhưng vận chuyển công pháp, lại có khí thức bảo tướng trang nghiêm. Lão giả này cho hắn cảm giác cũng là như vậy, thần thánh không gì sánh được, càng có một loại đại từ bi siêu độ chúng sinh. Bên kia, là một nam tử chỉ hơn 40 tuổi, thân trần, cả người gồ lên, nhưng không giống bình thường là, trên da tay của hắn lại có thần văn, như kim trúc đúc ra. Không chỉ như thế, trên lưng của hắn còn có hơn 10 cây gai nhọn từ trong xương cột sống mọc ra, dài hơn hai xích, rất kinh khủng. Cả người hắn có hắc khí lượn lờ, điều này làm cho Lăng Hàn hiện lên cảm giác quen thuộc. Ma khí, không sai, chính là ma khí. Nam tử này là đại năng của minh giới, mà lão giả kim thân kia rõ ràng là người thần giới, này là người mạnh nhất của hai giới chiến đấu. Bọn họ đại chiến, thân hình có thể tùy ý biến hóa, có đôi khi chỉ lớn như người bình thường, nhưng có đôi khi cao ức vạn trượng, tay duỗi một cái, tùy tiện bắt lên một ngôi sao ở phụ cận, đập tới đối phương. Hai người này đại chiến, tinh vực ở phụ cận hoàn toàn thành phế tích, từng tia sáng chói mắt đốt sáng lên trong vũ trụ tối tăm. Lăng Hàn thấy mà ra đầu tê dại, một ngôi sao bị đánh bạo, thiên địa quy tắc phát sinh va chạm, lực phá hoại này là có tính chất hủy diệt, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng bị miểu sát. Nhưng trùng kích như vậy đối với hai người này hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng, bọn họ ở trong đó chiến đấu, tạo thành phá hư lớn hơn nhưng cuối cùng nam tử minh giới không địch lại bị một đại chiêu đánh trúng thân thể bay ra ngoài trực tiếp đập nát một ngôi sao hắn dán lên một tinh thần nghiền nát bay về ở chỗ sâu trong vũ trụ đại chiêu kia để thân thể của hắn tan vỡ thần thức hoán diệt trên lý thuyết mà nói hắn tuyệt đối là bị chết không thể chết lại hắn cùng với mảnh nhỏ tinh thần này bay không biết bao lâu cuối cùng đụng vào một tinh cầu biến một bình nguyên thành nội hải tinh thần hải lang hàn cuối cùng hiểu được trước đây có hai cường giả đối chiến một phương bị thua, thậm chí bị đánh giết, thân thể cùng một mảnh nhỏ đại lục đồng thời đập xuống, đánh vào hợp ninh tinh, đây là lai lịch của tinh thần hải. Nhưng ai cũng không biết chính là, một phương chiến đấu lại là đại năng của minh giới. Sáng thế cảnh sao, Lăng Hàn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy một cảm giác hỗn loạn kéo tới, để hắn tràn đầy sát ý. Giết giết giết, hắn muốn giết tận người một giới này. Này là ý chí không tiêu tan của đại năng minh giới. Hắn khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng tồn tại như vậy dù chỉ để lại một mảnh nhỏ ý chí, cũng có thể ảnh hưởng người sau, hiện tại ma khí ảnh hưởng tâm trí của Lăng Hàn, muốn ma diệt bản tính của hắn, để hắn thành ma. Lăng Hàn hừ một tiếng, nếu ở bên ngoài hắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ nơi này chính là trong hắc tháp. Sáng thế cảnh đúng là lực lượng mạnh nhất đương đại, nhưng cường giả minh giới kia không biết chết bao nhiêu năm, lại còn có thể có bao nhiêu năng. Lăng Hàn lấy ra lực lượng của hắc tháp, tiến hành đối kháng ma khí. Đây cũng không phải là lần đầu tiên từ lúc ở ma thiên bí cảnh, hắn liền đối kháng qua ma khí của Tu La Ma Đế, dĩ nhiên so với đạo ma khí này, Tu La Ma Đế quả thực chính là đống cặn bả. Nhưng thực lực của hắn cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy năng của hắc tháp cũng được giải phóng rất nhiều lần. Này vẫn không thể trấn áp ngươi sao, lăng hàn không ngừng tiêu ma ma khí, khí tức cuồng bạo, hỗn loạn, thị huyết trong đó đều bị ma diệt, chỉ còn lại có tinh hoa tinh khiết nhất, chìm ở trong đan điền của lăng hàn, mới đầu chỉ có một chút, tiếp đó biến thành một quả cầu, nhưng không lớn hơn trứng gà bao nhiêu. Kinh người chính là, những tinh hoa này tràn đầy năng lượng, có thể để Sơn Hà hấp thu, Lăng Hàn lập tức phát hiện, ngọn núi thứ hai của mình đang bằng tốc độ kinh người trưởng thành, chiếu su thế này, đại khái một tháng hắn có thể đạt đến trung cực vị trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, từ đó ngưng tụ thành dòng sông thứ hai. Này quá kinh người, phải biết ở Sơn Hà cảnh, vượt qua từng tiểu cảnh giới đều là lấy vạn năm tính, cũng chỉ có triệu luân, sa nguyên, hậu đại của tinh thần cảnh mới có thể có tài nguyên hù chết người ở ngắn ngủi mấy trăm năm hoàn thành tích lũy như vậy nhưng lăng hàn thì sao chiếu tốc độ như vậy hắn chỉ cần mấy năm là có thể đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong không cần kỳ quái này là tinh nguyên suốt đời của một gã ma chủ tiểu tháp đột nhiên mở miệng ma chủ tuy lăng hàn sớm có dự liệu nhưng vẫn lấy làm kinh hãi ma chủ giống như thánh giả thần giới đều là tồn tại sáng thế cảnh Ý thức cùng thân thể của ma chủ đã sớm mai một, nhưng sáng thế cảnh quá cường đại, dù một bộ phận thi thể cũng có thể trường tồn mấy ức năm, ảnh hưởng hải vực này. Tiểu tháp nói, Lang hàn gật đầu, chính bởi vì di cốt của ma chủ quấy phá, mới ảnh hưởng hải vực này, sinh ra trọng lực kinh người không gì sánh được. Trên thực tế, đó là một loại quy tắc chi lực, cường giả sáng thế cảnh ảnh hưởng thiên địa quy tắc, người nào có thể bỏ qua. Cũng khó trách cái hố ở địa tâm đảo sẽ bay ra ma khí, chắc là cùng hải vực này tương liên chương 1078, vô địch kiếm thánh. Lăng Hàn quan sát đan điền, cuối cùng tinh hoa của ma chủ hóa thành một quả cầu màu đen, đen đến làm cho lòng người kinh hãi, mà năng lượng vô tận từ trong quả cầu phát ra, từ nhuận thân thể của hắn, để thăng tu vi của hắn. Này là quá trình không ngừng không nghĩ, mà chiếu su thế này, đủ để cho hắn đạt đến nhật nguyệt cảnh. Đó là dĩ nhiên, đây chính là tinh nguyên suốt đời của một gã ma chủ, để Lăng Hàn để thăng tới nhật nguyệt cảnh có gì kỳ quái. Tương phản, nếu không phải thời gian trôi qua nhiều lắm đã giật tán mất phần lớn tinh nguyên nếu không thậm chí có thể để lăng hàn đề thang tới tinh thần cảnh thậm chí hằng hà cảnh hoàn hảo chút tinh nguyên chi lực này là từng giọt từng giọt phát ra bằng không ta sẽ nổ tung lăng hàn hơi sợ có thể để hắn ở trong khoảng thời gian ngắn lên nhật nguyệt cảnh này là lực lượng kinh khủng ra sao mà đoàn lực lượng này ở trong cơ thể hắn như một quả bom hẹn giờ thật là làm cho người chờ đợi lo lắng bất quá trọng yếu nhất cũng không phải tu vi để thăng rất nhanh, mà là lĩnh mộ thiên địa quy tắc của ma chủ, thiên địa quy tắc của minh giới, chỉ cần ta đạt đến trình tự tương ứng, liền có thể đồng thời lĩnh ngộ quy tắc của thần minh hai giới, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nhưng ta nghe nói hai giới đối lập, không hợp nhau, không thể dung hợp quy tắc của hai giới, nếu không sẽ làm cho mình tẩu hỏa nhập ma, quy tắc của hai giới trùng kích, tự giết chết mình. Được rồi, đây là chuyện sau sáng thế cảnh, sau này hãy nói đi. Chiếu nói như vậy, sở dĩ tinh thần hải này sẽ có trọng lực vô cùng lớn là bởi vì ma chủ tồn tại hiện tại ma chủ tinh nguyên bị ta thu như vậy phía nội hải này không phải giống nơi khác sao ha ha ta có thể ly khai nơi này sách ta quả nhiên vận khí tốt lúc khai thiên được thiên địa khí vận quán chú cũng không phải nói một chút mà thôi còn có lăng hàn tâm niệm vừa động ma lực trong đan điền đây là hắn đặt tên cho đoàn ma chủ tinh nguyên dù sao tên tinh nguyên để hắn có cảm giác ghê ghê lập tức tản mát ra ma khí nhẹ nhẹ khí tức của hắn lập tức đại biến cả người có khí thể màu đen dương động hình như hóa thân thành một ma đầu ha ha ta có thể giả mạo người của minh giới để tu la ma đế đến xem xem có kẽ hở hay không lang hàn lộ ra dáng tươi cười lang hàn triệu tu la ma đế lại nói ngươi nhìn ta vâng chủ nhân chủ nhân vĩ đại tu la ma đế đang nghiên cứu công phu vuốt mông ngựa lập tức ra sức biểu diễn chủ nhân thực sự là càng ngày càng anh minh thần võ đứng ở trước mặt của ngài, tiểu đế thật giống như thấy được Thái Dương, ở trước quang huy vĩ đại của ngài chỉ muốn quỳ xuống hô to vạn tuế, là ngài mang đến ánh sáng, mang đến hy vọng. Ngưng, đừng nịnh hót nữa, nhìn ta một chút hiện tại thì như thế nào. Lăng Hàn vận chuyển ma lực, cả người lập tức có hắc sắc cuốn quanh, bộ dáng của hắn cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn, nhưng trong xương phát ra khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Chủ 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 nhân, Tu La Ma Đế quỳ xuống, đối phương phát ra khí tức thật đáng sợ, vượt xa đại năng của minh giới mà hắn từng trải tiếp xúc qua. Này là cấp bậc ma chủ, chủ 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 nhân, lẽ nào ngài là đại năng của minh giới? Hắn khô khốc nói, ta đương nhiên là nhân loại, chỉ trùng hợp hấp thu chút lực lượng của ma chủ mà thôi. Lăng Hàn nói, ngươi nghĩ hiện tại ta cùng sinh linh của minh giới có gì khác nhau sao? Không, một chút cũng không, Tu La Ma đế vội vàng lắc đầu, hiện tại chủ nhân ngài không khác sinh linh của minh giới, không không không, ngài còn cao quý hơn vô số lần. Chủ nhân thân ái của ta, xin cho phép tiểu đế ôm chân ngài một chút. Lan, Lăng Hàn một cước đạp bay Tu La Ma Đế, cho là có dáng dấp của Lang là có thể học bộ dáng của chó sao? Hắn phất tay một cái, ném Tu La Ma Đế tới một góc xa xôi trong hắc tháp, tiếp đó chiêu Ngọc Dương lại. Đồ chơi này kiên cố không gì sánh được, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng không mở ra. Nếu như ở bên ngoài, Lăng Hàn khẳng định cũng không mở ra, nên biết, nơi này là hắc tháp. Hắn trước nghiên cứu một lần, Phát hiện này mặc dù nói là một cái dương, nhưng cư nhiên một khối, nhìn không ra có khe hở, như một khối ngọc thiên nhiên, chỉ là quá lớn nên thoạt nhìn như là cái dương. Hắn lắc lắc, không cảm giác được bên trong có cái gì. Tìm không được kẽ, vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực. Lang Hàn lấy ngón tay làm đao, nhấn tới hộp ngọc. Lực lượng của Hắc Tháp cho hắn sử dụng, lực lượng vô tận vào tới, hắn cảm giác mình là sáng thế thần, không gì làm không được. "Khai," hắn nhẹ nhàng nói, "Ba hộp ngọc bị hắn mở ra, không sai, bên trong quả nhiên là không gian rỗng. Ở trong hộp ngọc, chỉ để một trang giấy, màu bạc, lăng hàn đi lấy, nhưng hoảng sợ biến sắc, bởi vì một đạo kiếm quang đột nhiên đánh lại, nhanh như điện, mau đến để hắn căn bản không thể né tránh. Đinh, tiểu tháp xuất hiện, cản lại đạo kiếm quang này, nói. Người đến tột cùng đã làm sự tình người người oán trách gì, sao khắp nơi đều bị người đánh như vậy? Ha ha, người không nói móc ta sẽ chết sao? Lăng Hàn đi ra phía trước, tỉ mỉ hồi tưởng, một kiếm kia thực sự là mau, mau vượt ra lẽ thường, nhưng cũng bởi vì hắn không có thuyên chuyển lực lượng của hắc tháp, ai sẽ để một trang giấy ở trong lòng chứ? Chẳng lẽ là pháp chỉ của cường giả vô thượng sao? Lần này Lăng Hàn có chuẩn bị, lực lượng của hắc tháp quấn ở trên người hắn, lúc này phỏng chừng chỉ có sáng thế cảnh mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn, hắn lần thứ hai đưa tay về phía tờ giấy. Hưu, kiếm quang xuất hiện lần nữa, chém tới Lăng Hàn. Thật nhanh, tuy đã có chuẩn bị, nhưng Lăng Hàn vẫn lấy làm kinh hãi, kiếm quang này nhanh vượt ra khỏi đạo lý, thậm chí còn muốn vượt qua diệt long tinh thần tiễn vài đẳng cấp. Ông, kiếm quang chém đến trước người Lăng Hàn, cũng xanh xanh dừng lại. Không có biện pháp, kiếm quang nhanh là nhanh, nhưng nơi này là nội bộ của hắc tháp, Lăng Hàn mới là thần. Đây rốt cuộc là cái gì, lại bá đạo như vậy? Tim của Lăng Hàn đập thình thịch, hắn cảm giác mình có khả năng nhặt được thứ tốt, không hổ là bảo vật được hai cường giả tinh thần cảnh truy đuổi. Hắn mở tờ giấy ra, con mẹ nó, lần này càng không được, không phải mấy đạo kiếm quang cùng chém, mà là ở trong nháy mắt thì có ức vạn đạo kiếm quang đồng thời chém ra. Chương 1079, khoái tự kiếm quyết thượng. Ở trước người Lăng Hàn, tạo thành một màn sáng, đó là vì kiếm quang đan vào quá dày mà hình thành. Diệt cho ta, Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, chút kiếm quang này nhất nhất mai một, không còn uy lực nữa. Thoải mái a, à, Lăng Hàn ở trong lòng than thở, nếu có thể tế suốt hắc tháp thì tốt rồi ai không phục hắn liền thu người vào hắc tháp chân áp, coi như là loạn tinh nữ hoàng, trụ thiên quốc chủ vào, vậy cũng phải quỳ xuống nói chịu thua. Tờ giấy rốt cục ổn định, không có kiếm quang bắn ra nữa. Trên giấy, không có một chữ, hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, làm lớn như thế, lại vì bảo hộ một tờ giấy trắng sao. Không có khả năng, lăng hàn tâm niệm vừa động, lấy thần thức rót vào. Nhất thời, trong đầu của hắn dâng lên vô số tin tức kiếm quyết bốn chữ cuối cùng trong đầu của hắn chỉ còn lại có bốn chữ này tờ ngân chỉ này là một vị cường giả không biết bao nhiêu năm trước lưu lại hắn là một kiếm đạo tông sư được xưng vô địch kiếm thánh chữ thánh đại biểu hắn là đại năng sáng thế cảnh mà dù như vậy ngay cả sáng thế cảnh cũng không dám tự xưng kiếm thánh đao thánh bởi vì ngươi lấy danh tự này liền ý nghĩa là người mạnh nhất trên kiếm đạo đao đạo như vậy ngươi chờ cường giả kiếm đạo đao đạo khác tới khiêu chiến đi ai cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận danh hiệu như vậy danh hào vô địch kiếm thánh dĩ nhiên không phải tự xưng mà là được công nhận hơn nữa hắn chẳng những là kiếm thánh hơn nữa còn có hai chữ vô địch vậy càng cường đại hơn rất có thể là kiếm đạo đệ nhất nhân từ trước tới nay kiếm pháp mạnh nhất của hắn liền là bốn chữ kiếm quyết phân biệt là khoái tự quyết chậm tự quyết loạn tự quyết và bình tự quyết hiện tại trên tờ giấy này ghi là khoái tự quyết lăng hàn thể hội kiếm quyết một chút không khỏi cảm khái không hổ là kiếm thuật do đại năng sáng thế cảnh sáng chế, này căn bản không phải người bình thường có thể tu luyện. Bởi vì, yêu cầu người tu tập có một thể phách cường đại. Khoái tự quyết chính là một chữ mau, sắp tới cực hạn, sắp vượt qua hạn chế cảnh giới, này dính đến phá hư quy tắc, mà không có một thể phách cường đại duy trì, không đợi người phá hư quy tắc, bản thân sẽ bị quy tắc phá hủy. Đây quả thực là vì ta lượng thân chế tạo, lăng hàn không khỏi đại hỷ, khoái tự quyết chỉ yêu cầu thể phách và cảnh giới tương đối, nhưng thể phách của hắn lại cao hơn cảnh giới một đoạn này ý tứ là hắn ở khoái tự quyết tạo nghệ thậm chí có thể vượt qua vô địch kiếm thánh cùng giai bất quá bốn chữ kiếm quyết này là sau khi vô địch kiếm thánh tiến lên sáng thế cảnh mới đi tới đại thành này dính đến quy tắc của sáng thế cảnh ta vị tất có thể lĩnh ngộ được tinh ví lang hàn lắc đầu ngộ tính của hắn quả thực cao kinh người nhưng bởi vì cảnh giới hạn chế hắn cuối cùng không có khả năng chạm tới trình tự sáng thế cảnh bất kể trước luyện một chút xem kiếm thuật của ta cũng nên để thăng một chút. Lăng Hàn cũng không cấp bách ly khai, mà ở trong hắc tháp luyện kiếm pháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, phá hư quy tắc, cho nên mới có thể để thăng tốc độ vô hạt, một kiếm chém ra, đối phương căn bản không thể ngăn trở. Lăng Hàn thì thào, thân hình bay ra, một kiếm chém động. Hắn xông bắn ra ngoài, kiếm quang như điện, nhưng hắn lập tức cảm giác chân trái đau nhức, cúi đầu nhìn, liền hoảng sợ phát hiện, chân trái của hắn lưu ở tại chỗ, mắt cá chân bị gãy, một đoạn nhỏ càng biến thành bánh quai treo. T, đây là hậu quả khi phá hư quy tắc sao? Khóe miệng của Lăng Hàn co quắp, vội vàng chữa chân trái trở lại, bất diệt thiên kinh lưu truyền, khép lại vết thương. Ta đi sai đường, tuy tốc độ có đề thăng, nhưng lực phá hoại đối với bản thân càng lớn hơn nữa. Bất quá, đây cũng là bởi vì ta ở trong hắc tháp, lực lượng có thể phóng đại vô hạn, bằng không ở bên ngoài, lực lượng bản thân ta tuyệt đối không thể phá hư đầu khớp xương đến trình độ như vậy. Ở trong này luyện không được, phải đi ra ngoài a." À. Lăng Hàn ly khai hắc tháp, lập tức phát hiện thủy áp đè chết người trước đó đã tiêu thất. Nói là tiêu thất cũng không đúng lắm, trong biển sâu tự nhiên là có thủy áp, nhưng bây giờ áp lực này đối với hắn mà nói lại như mưa bụi, căn bản không có khả năng dao động thần cốt của hắn. Di, nói như vậy, có thể vận dụng thần khí phi hành." Lăng Hàn lấy ra Xuyên Vân toa dịch động, quả nhiên, phi toa phá vỡ sóng biển, chỉ mấy hơi liền xuyên phá ra ngoài khơi, chui vào trường không quả thế lăng hàn triệu thủy nhạn ngọc ra đem chuyện đã xảy ra trước đó nói cho nàng một lần vô địch kiếm thánh vẻ mặt của thủy nhạn ngọc mờ mịt nàng hiển nhiên không có nghe nói qua cái tên này cũng phải hiện tại hợp ninh tinh chỉ có cường giả tinh thần cảnh nhưng ở thời kỳ viễn cổ viễn cổ khả năng có một thịnh thế võ đạo huy hoàng hiện ra đại năng sáng thế cảnh nhưng bây giờ sớm đã điêu linh thời gian trường hà có thể mai một tất cả sáng thế cảnh cũng không có khả năng bất hủ đáng tiếc người hẳn là học không được môn kiếm thuật này lang hàn có chút tiếc nuối nói hắn cũng không phải người ích kỷ thứ tốt đương nhiên là phải chia sẻ cho người mình ai nói ta không được thủy nhạn ngọc hiếu thắng nói Lăng hàn cười hắc hắc hắn điều khiển xuyên vân toa đi tới một đảo nhỏ quyết định ở đây xây dựng cơ sở tạm thời trước luyện thành khoái tự quyết lại nói hắn và thủy nhạn ngọc cùng nhau nghiên cứu kiếm quyết nhưng thủy nhạn ngọc lại hoàn toàn mờ mịt căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ trên thực tế Lăng Hàn cũng rất mê man, nhưng mỗi khi hắn gặp phải bình cảnh, ma lực trong đan điền sẽ tỏa ra bí lực, trợ giúp hắn khắc phục cửa ải khó khăn. Này là thiên địa quy tắc đối ứng của sáng thế cảnh. Lăng Hàn không có khả năng lĩnh ngộ, nhưng có trợ giúp như vậy, lại để hắn từng bước nắm giữ khoái tự quyết, như nuốt cả quả táo, cường nhét vào cho hắn. Bởi vậy, trên lý thuyết mà nói hắn không đủ tư cách tu luyện môn kiếm quyết này, nhưng lão thiên gia cũng đang giúp hắn, địa phương Ngọc Dương chìm xuống vừa vặn là nơi an nghỉ của ma chủ, mà hắn lại có hắc tháp có thể trấn áp ma chủ tinh nguyên, còn tu luyện bất diệt thiên kinh, tất cả cộng lại, mới có kết quả bây giờ. Dù như vậy, tiến bộ của Lăng Hàn cũng chậm thái quá. Ở thời điểm xuất kiếm, Lăng Hàn cảm giác không được tự nhiên đến không cách nào hình dung, tay, chân, lưng, mỗi một bộ phận toàn thân đều vặn vẹo, không dễ vận lực, không làm được gì, nói chung, cổ quái đến không cách nào hình dung.